Chúa, Chủ nhật tuần thứ năm Phục sinh năm B, mùng 2 tháng 5, 2021. Thầy là kênh nhớ, anh em là kênh nhớ. Ai ở trong thầy, ai ở trong thầy ở lại. Ai ở trong người ấy, vì người ấy xin nhiều hoa trời. Vì người ấy xin nhiều hoa trời. Lời Chúa, Chủ nhật tuần thứ năm Phục sinh năm B, mùng 2 tháng 5, 2021. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày Chủ nhật đầu tháng, tháng 5, tháng Hoa Kính Đức Mẹ. Xin chúc các anh chị em và các bạn ngày Chủ nhật thật vui tươi, đầm ấm bên người thân yêu trong gia đình. Và chúng ta có được những bông hoa tươi dâng mẹ, mà hơn nữa là những bông hoa lòng, bông hoa hy sinh để dâng lên mẹ, hoa lòng thương xót. Anh chị em và các bạn, chúng ta chia sẻ cho người khác những trang web, những YouTube, những Facebook về bài giảng về sống đúng, sống đẹp, vân vân. Đó là những bông hoa ta dâng lên cho mẹ để mọi người biết đến lòng thương xót. Càng nhiều người biết đến lòng thương xót của Chúa thì mẹ càng vui. Và mẹ rất vui nếu chúng ta đem lòng thương xót của Đức Giêsu con mẹ loan báo cho mọi người. Giờ đây mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa, Chủ nhật thứ năm Phục sinh năm B. Bài đọc 1 trong sách Công vụ Tông đồ chương 9 câu 26 đến câu 31. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Hồi ấy khi tới Jerusalem, ông Sao-lô tìm cách nhập đoàn với các môn đệ, nhưng mọi người vẫn còn sợ ông, vì họ không tin ông là một môn đệ. Ông Ba-na-ba liền đứng ra bảo lãnh đưa ông Sao-lô đến gặp các tông đồ và tường thuật cho các ông nghe chuyện ông ấy được Chúa hiện ra trên đường và phán dạy làm sao, cũng như việc ông ấy đã mạnh dạn rao giảng nhân danh Đức Giêsu tại Đa-mát thế nào. Từ đó, ông Sao-lô cùng với các tông đồ đi lại hoạt động tại Jerusalem. Ông mạnh dạn rao giảng nhân danh Chúa. Ông thường đàm đạo và tranh luận với những người Do Thái theo văn hóa Hy Lạp, nhưng họ tìm cách giết ông. Các anh em biết thế liền dẫn ông xuống Cesare và tiễn ông lên đường về Tarso. Hồi ấy trong khắp miền Jude, Galilee và Samari, hội thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, và ngày một thêm đông nhờ Thánh Thần nâng đỡ. Đó là lời Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bài đọc thứ hai, trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, chương 3 câu 18 đến câu 24. 1 Gioan 3 18 đến 24. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, anh em đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta và người biết hết mọi sự. Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được người ban cho. Bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của người và làm những gì đẹp ý người. Đây là điều răn của người. Chúng ta phải tin vào danh Đức Giêsu Kitô con của người và phải yêu thương nhau. Theo điều răn người đã ban cho chúng ta, ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta. Đó là nhờ thần khí người đã ban cho chúng ta. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 15 câu 1 đến câu 8. Gioan 15 1 đến 8. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi. Còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy thì sẽ bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Đó là lời Chúa. Mấy anh chị, anh em khi mà nhìn trên này nói: Cha ơi, Cha cám dỗ quá. Bảo tôi đâu có cám dỗ ai đâu. Bảo Cha không cám dỗ ai, Cha mà cám dỗ ai được. Vừa già, vừa xấu, vừa khó ưa, khó tính, khó nết, mà nó còn không ưa, không chỉ người. Thế vậy tôi cám dỗ cái gì? Bảo Cha cám dỗ làm khơi lại cái tội của bà Eva. Bảo tội Eva là tội gì? Bảo tội gì? Tội thèm chua. Chị này chị bảo tội bà Eva là tội thèm chua. Là anh chị em thấy trên đây có một đĩa nhỏ mà vừa nghe vừa nhìn Cha thì nhấp nhấp miệng, con cũng nhấp nhấp miệng. Bảo sao hôm nay mấy chị này nhấp miệng theo đọc kinh sốt sáng thế? Bảo không ạ. Làm gì vậy? Cha nuốt nước miếng. Nhìn đĩa nhỏ nó hấp dẫn quá, con nuốt nước miếng.
Đây là cây nho và đây là cành nho. Bây giờ ở Việt Nam có lẽ không còn hiếm nữa, bởi vì nếu anh chị em ra Phan Thiết sẽ thấy là người ta trồng nhiều nho lắm. Dĩ nhiên là nó không ngon, không ngọt, không to như là nước ngoài, vì nó phải tùy thuộc về cái phong thổ, đất. Ví dụ như là cũng nước Việt Nam đấy, nhưng mà đố anh chị em ra ngoài Bắc mà mua được cái trái măng cụt, đưa cái măng cụt ra Bắc trồng nó không ra, đúng không ạ? Cũng giống như là đố vào miền Nam mà kiếm được cái cây vải, Bắc thì vải dư thừa mà không có măng cụt, trong Nam dư thừa măng cụt mà không có vải. Cũng giống như là nho táo vậy thôi, cũng có trồng được cây táo mà táo Việt Nam và nho Việt Nam thì nó nhỏ, không như là Mỹ hoặc Âu Châu hay những nước khác phù hợp. Tôi nhớ ngày xưa năm 1900, khoảng năm 68, lúc đó tôi 10 tuổi chắc, cỡ đó, được bố tôi dắt tôi đến viếng thăm một cha già ở giáo xứ Vườn Xoài, cha già Hảo. Tôi nhớ mãi mà cho tới bây giờ, 50 năm qua đi rồi, không thể quên được. Đó là lần đầu tiên được nếm trái nho. Ngày cũng đưa ra một đĩa chắc, nó phải chắc nhỏ hơn đĩa này. Tôi với bố, tôi với hai ba người khác, ngày mời, nó ăn đi con. Chú Xu thằng bé nó bỏ cái dây đi trái nho, nghe tôi giúp lễ mà, từ 6 tuổi nghe thầy là cây nho, con là cảnh nghe lắm, nghe quen rồi mà chưa nhìn thấy. Ngài nói đây cây nho đây, trái nho đây, chắc là hồi đó là nho ngoại đâu ngày nhập được, hồi đó đang còn Mỹ nó qua chắc. Cầm một trái nho mà ăn, chú tôi bây giờ không thể quên được. Nó ngon, nó ngọt, nó thơm mà đủ thứ, tất cả cái sự thèm thuồng nó dốc hết vào cái trái nho này, trả thù, ăn cho nó sướng. Nhưng mà bốc được có mấy trái, bố tôi lại bảo thôi, chứ còn đủ rồi cha ạ. À, mẹ ơi, đủ cái gì mà đủ, hết đĩa này còn chưa ăn thua gì chứ mà đủ. Nhưng mà biết sao bây giờ, nghĩa mình bốc hết thì nó kỳ, bố tôi chắc biết chứ, nhưng mà phải làm vậy chứ sao bây giờ. Cha lại cứ tưởng thật vẻ thôi, à con vậy thôi, cất vào tủ lạnh. Lấy mẹ ơi, Chúa tôi, tôi nhớ mãi. Bố tôi bảo để cứ để cho nó thật là lâu lắm nó mới được ăn đấy cha. Chắc nó thật là ngon quá, Giê-xu mà thì ngon quá thì chắc cha ra bảo ăn đi con đấy. Bảo chắc nó đủ rồi, đủ thế nào mà đủ cái chứ, một đĩa này ăn thua cái gì. Ê, thế nhưng mà bây giờ lại dư thừa thì lại không thấy thèm nữa, không thấy thèm nữa. Thì cái hình ảnh mà Chúa Giê-xu dùng cái cây nho với cành nho, có lẽ ở Việt Nam thời đó chưa hiểu, nhưng bây giờ thì anh chị em thấy cây nho và cành nho là chuyện bình thường. Mà nếu nhìn một cái đĩa nho này và cái cây nho này, này là có cây, có đất đai đỏ hoàng chứ không phải là cắm kiểng đâu ạ. Này mua nguyên cái cây về, về cắm một cái bình đấy ạ, thì nó sẽ sống. Nhưng mà nếu mà nhìn hai cái này, chúng ta sẽ thấy nó giống nhau, cũng trái nho, cũng cành nho. Có ai phân biệt được cái nào là cành, cái nào là cây không? Không, đúng không ạ? Nhưng một tuần sau thử coi, cứ để như vậy, cũng tưới tắm đến một tuần sau, cái lá này nó đâu phải là dính chùm với cây nho đâu, mà nãy cái anh lên cắm vô chứ đâu có phải đâu. Nãy tôi mắt vừa quay đi quay lại thôi, bữa sau rồi thấy là nó mọc quá nhanh thế này, còn cắm vô chà. Cắt đây này cắm vô, nhưng mà bây giờ nó tươi đấy, một tuần sau nó còn tươi được như vậy hay không? Không. Và trái nho cũng vậy thôi, trái nho này mà ít một hai bữa thì nó cũng héo thôi, nó không thể nào tươi mãi được như là cái cây và trái đang dính vào cái thân, và cái cây nho, cái cành và chùm nho dính vào cái cây nho. Và như vậy thì mình mới hiểu được chỗ nói rằng thầy là cây nho, các con là cành. Cành nào mà tách rời khỏi cây thì sẽ khô héo. Chú dùng cũng đúng lắm, không phải tách ra thì nó khô héo ngay, nhưng mà nó sẽ khô héo. Mà cái sẽ là cái chắc chắn. Rồi trái nho cũng vậy thôi, nếu mà tách rời khỏi cây nho thì trái nho cũng sẽ héo hoặc là hư thối đi mà thôi, nếu không ăn kịp. Hồi xưa thì tôi ăn kịp, bây giờ chắc không ăn kịp rồi. Thế thưa anh chị em, từ đó mình thấy được là nguyên về mặt sư phạm, về mặt mà nói chuyện trước quần chúng, có lẽ Chúa Giê-xu là bậc thầy.
Ngài nói những chuyện rất là bình thường, rất là bình dân, rất là gần gũi. Vì với người Do Thái, nho là giống như mình là khoai lang hay là bắp, cái gì đó, cóc ổi, rất là bình dân. Thậm chí mà người ta trồng nho ở những cái hàng rào, nó rũ xuống, đi ngang qua chẳng ai muốn hái. Người ta đi du lịch ngang qua những cái nơi mà người ta trồng nho, qua hàng rào chĩu cả chùm mới ai hái. Nó quá bình thường. Và Chúa Giêsu thấy những chuyện rất bình thường như vậy. Từ cái chuyện rất bình thường, rất đời thường, Ngài nâng người ta lên một cái tầm mức cao hơn, rất là dễ hiểu. So sánh như cái cành dính liền với cây mà nó tách ra thì nó sẽ rớt. Các con cũng vậy, nếu không ở lại trong Thầy và Thầy không ở lại các con thì các con cũng sẽ không sinh hoa trái và héo tàn và hư mất. Cho nên lời mời gọi là để, lời mời gọi là ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong các con. Lấy ngay cái hình ảnh của cành nho, cây nho, trái nho. Khổ nỗi chúng tôi đi theo Chúa Giêsu mà không học được bài học bình dân ấy. Chúa nói những chuyện rất cao siêu một cách rất là bình thường, gần gũi. Còn chúng tôi, những chuyện gần gũi, lời Chúa gần gũi như vậy thì cắt nghĩa nói, người ta lại thấy nó cao vời, khôn với, không với tới. Nó siêu tưởng quá, nó trừu tượng quá, làm cho người ta đồng ý hết, mặc dù chẳng hiểu gì. Sao mà đồng ý, không hiểu sao đồng ý, thì nó cứ gật suốt thôi. Cha nói gì cũng gật, không được. Đấy là điều mà tôi đang học, học cả đời nơi Thầy Giêsu của mình. Học làm sao mà nói những cái gì rất bình thường để người ta có thể hiểu được những chuyện cao siêu. Nâng người ta lên. Còn những chuyện cao siêu đưa xuống rất là bình thường để người ta có thể hiểu được. Chúa Giêsu cứ đi lên đi xuống. Thấp thì nâng lên, cao thì kéo xuống. Thấy không? Đó. Thánh là như vậy. Là quân bằng, không quá thấp, không quá cao. Vì mình là người mà, giữa trời với đất. Giữa trời với đất, không quá cao, không quá thấp. Mà Chúa Giêsu là đứng nối giữa đất với trời. Mình vẫn hát trong đêm Giáng sinh: đất với trời sẽ chư đồng, đêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ. Tập cái đó đi thường chị em. Nhất là những người mà đi loan báo tin mừng, là giáo lý viên, là linh mục tu sĩ, học nơi Thầy Giêsu mình cái bài học sư phạm căn bản, để mình mới có thể đến với người dân và nói với người dân về nước trời, mà trong khi đang sống ở cõi đất này chứ. Để nói với một Thiên Chúa vô hình, mà mình nói là sao mà người ta có thể sờ chạm được một Thiên Chúa hữu hình. Đấy, đó là điều mà từ cái cây nho, cành nho này. Điểm thứ hai nữa mà anh chị em mình thấy rõ ràng, đó là làm sao có thể sinh hoa trái được nếu không gắn liền với lại cái cây nho. Công việc tông đồ của mình, người đi loan truyền lòng Chúa thương xót, làm sao có thể sinh hoa trái được nếu không gắn liền với lòng Chúa thương xót bằng những giờ cầu nguyện. Chuỗi kinh lòng thương xót là chính chuỗi kinh mà Chúa Giêsu dạy thánh nữ Faustina cầu nguyện, đọc trong từ câu từng chữ. Ngài còn nói là con lấy chuỗi mân côi đó, rồi thay vì kinh lễ cha con đọc cái này, thay kinh kính mừng con đọc cái này, thay kinh sáng danh con đọc cái này. Cầu nguyện là ở lại trong Chúa. Cầu nguyện là cho Chúa ở lại trong mình. Tội nghiệp Chúa ấy. Tội nghiệp Chúa thật. Dựng nên vũ trụ, dựng nên con người này, dựng nên trái đất này, thế giới này, ấy vậy mà cứ như là kẻ không nhà, đi gõ cửa hết nhà này đến nhà khác cho tớ ở với. Các con ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong các con. Ta có cho Chúa ở lại trong mình hay không thì là quyền của ta. Anh chị em thấy Chúa cho mình cái quyền tối thượng không?
một cái thằng đầy tớ mà nó lại cho phép ông chủ đến nhà nó thì ông mới đến được. Anh nghĩ sao? Vừa phải thôi nha mày. Cái nhà này là tao cho mày, cái đất này tao cho mày, cho mày cấp sổ đỏ, tao cũng quý tên mày mới được cấp sổ đỏ. Ấy vậy mà bây giờ mày không cho tao vào, tao cũng phải đứng ở ngoài. Chị em nghĩ coi, lòng thương xót của Chúa, tình yêu nó lạ như vậy. Tình yêu luôn mời gọi là tự nguyện, tự tình, tự hiến, tự do. Không ép buộc, ép dầu, ép mỡ, ai nữa ép duyên. Ta có ép nho thì có, ép nho để trở thành rượu. Nhưng mà không ép duyên, Chúa vẫn cứ cho ta ở lại với. Có khi mình vui thì cho ở, mà buồn thì biến. Tội nghiệp Chúa không? Tội nghiệp không? Và Chúa cũng mời gọi ta là ở lại trong Chúa. Anh em tưởng tượng coi, nếu này bạn, tôi hỏi bạn, một cái nhà lầu dát vàng đầy đủ mọi cái tiện nghi và một cái túp lều tranh, bạn ở nhà lầu hay túp lều tranh? Nhà lầu, ai cũng ở nhà lầu. Ấy vậy mà Chúa nói hãy ở lại trong ta, tức là ở lại trong cái nhà lầu. Ta không chịu, ta lại đi ở trong cái nhà tranh, chạy theo thế gian, chạy theo vàng, danh vọng, tiền tài, chức tước là cái mà nó mau qua. Lều tranh là cái mà dí một cái là cháy. Danh vọng, địa vị, chức tước, sức khỏe, có ai bảo đảm không? Có bảo đảm không? Không. Vậy mà ta cứ thích ở trong lều tranh, lều tạm. Còn nhà lầu, nhà vững chắc, bền bỉ này thì lâu lâu ghé vô một tí xong lại chạy ra. Lạ lùng thế. Ở lại trong ta và ta ở lại trong con. Nhà nào cũng được, miễn sao chúng ta ở với nhau thôi. Nhà lộng được, nhà tránh được, chú còn chơi như thế đó mà cũng còn không được cái nè. Cứ đó đó. Còn mình mà vô được cái nhà lầu sướng chết, đuổi không ra. Đuổi không đi. Vậy mà bây giờ chú bảo sao cũng được, miễn là có hai đứa mình là được rồi. Thấy tình yêu của chú. Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước bao nhiêu, ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túm lều tình, đời mình đẹp mãi có em và anh, đời mình đẹp mãi có em và anh, chỉ có Chúa với mình thôi. Kệ nó đâu cũng được, nhà tranh cũng được, nhà lộng cũng được, biết sao có hai đứa mình thì mà cũng không được. Giống như là cây nho kết hợp với cành. Miễn làm sao mà cái cành này, này nó dính vào được với cây rồi, muốn trồng chỗ nào cũng được. Trồng ở trên trung tâm mù cũng được, đem về giáo điểm tin mừng cũng được, đưa về ốc đảo lòng thương xót Chúa cũng được luôn. Miễn làm sao mà cái cành này, này nó phải dính được vào với cây thì nó mới sinh được hoa trái. Cái hoa trái này không phải tự động nó có trên cái đĩa này đâu. Lấy cái bài kia bà cắt từ đây, bà bỏ cái đĩa này tôi thấy này. Đừng có tưởng là qua mắt được đâu. Chúng ta cứ qua mắt cứ tưởng như tự cái đĩa này nó không có đâu. Nó không dính vào cái thằng này, đừng hòng mà có cái đĩa này. Chứ bảo cho tao ở với mày đi, rồi mày ở với tao, hai đứa mình. Hai đứa mình thôi, hai trái tim vàng. Chúng lều tranh, chúng lều giữ được, miễn là hai trái tim phải ở với nhau. Năn nỉ mỗi thế mà cũng không cho. Thế tội Chúa chứ phải không? Cho nên tôi cứ nói lòng thương xót Chúa không có sai đâu. Chúa cần mình thương xót đấy. Mình thương xót Chúa đấy. Để cho Chúa vào, cho Chúa ở với, để cho Chúa cứu mình, cho Chúa thương xót mình. Năn nỉ mà thương đi cũng không cho thương. Tôi thấy như cái phim kiếm hiệp không? Cái cô này cô ấy cứ thương anh chàng này, anh chàng hiệp sĩ tài hoa. Em sẽ chẳng chết vì anh. Thế là cầm cái gươm đâm phụt một cái cô nhà rạp đỡ phen, đâm chết, sẵn sàng chết cho người yêu mình, đâm một gươm mình. Rồi bỏ cả sư phụ, bỏ cả môn sinh, bỏ hết tất cả, đi theo tiếng gọi của anh chàng lãng tử này. Tức là không có nhà, không có cửa gì cả, miễn là cho mũi theo huynh được rồi. Mũi huynh đi đâu rồi? Mũi theo đó hả? Mời mua chết với huynh, mời cũng chết với huynh thôi. Yeah.
là miếng sao mà mũi có huynh là được rồi, mũi chết mình muốn sẵn sàng chết vì huynh thôi, mình huynh sống huynh hạnh phúc là mũi vui rồi. Đó thì mình tưởng tượng coi một Thiên Chúa yêu thương mình đến cái như thế đó, đó dính vào thì mới sinh hoa trái, mà dính vào thì thưa anh chị em là cái gì? Ở lại trong thầy thì ở lại trong anh em, như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong thầy. Mà cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi. Đừng có giỡn, đừng có giỡn, cứ tưởng dính vào là ngon à, mà không sinh hoa trái thì chặt đi, dục bỏ. Mà đã sinh hoa trái rồi có tha không? Không, vẫn tiếp tục cắt tỉa để cho nó sinh hoa trái nhiều hơn. Các anh chị Châu chồng chết để lại cái vườn mít, chụp hình cho tôi cái mít lên nhiều lắm. Tôi nói sao mít lên nhiều thế, bây giờ có trái chưa? Thì thưa cha, có trái rồi, mỗi cây nó tới 20-30 trái. Vậy thì ăn thoải mái, bảo không cha, con cắt đi hết, con chỉ để lại mỗi cây chừng 2-3 trái thôi. Như vậy thì trái nó mới to, nó mới ngon được. Chừng 2 tuần nữa con sẽ đưa về cho cha và anh em thưởng thức. Đây là công của chồng con, anh chết đi rồi anh để lại cái này. Nhưng mà phải cắt đi, bảo cắt đi cũng tiếc lắm ấy cha. 20 trái mà cắt đi để lại có 3 trái, tiếc lắm. Nhưng mà bắt buộc phải cắt thì trái nó mới ngon được. Chứ còn nếu mà cứ tiếc cứ để lại chẳng cái nào ra cái nào cả. Vậy thì thưa anh chị em, mình đi theo con đường lòng Chúa thương xót cũng vậy. Đã sinh hoa trái mà vẫn tiếp tục bị cắt tỉa, cho nên đánh tơi bời, đánh tơi tả, đánh te tua đó, là để mình sinh nhiều hoa trái. Và hoa trái nó mới tồn tại được. Ba cái trái mít đó nó mới tồn tại lâu được. Còn nếu mà để hết không thôi gì cả. Vì thế mà đến với lòng Chúa thương xót thì nhiều lắm, nhưng mà còn tồn tại, còn trung thành với lòng Chúa thương xót, cái đó phải trải qua thử thách, cắt tỉa mới biết được. Giống như là nhóm phục vụ ở đó là 200 anh em, nhưng mà qua thời gian sàng lọc những đau khổ, những thử thách, những vất vả, rồi cuối cùng còn lại chừng 50 hay là 100 anh em, 100 xong rồi làng lọc nữa còn 50. Mà mai mốt ra ốc đảo lòng Chúa thương xót thì không biết còn được bao nhiêu. Phải lọc, cắt tỉa, chấp nhận cắt tỉa. Cắt tỉa đau lắm chứ. Thưa anh chị em, có khi mình không hiểu. Cái trái mít nó sẽ không hiểu tại sao cái bà này bà ác, bà Châu bà ác vừa chứ. Chúng tôi cùng sống với nhau mà bà cắt đi chúng tôi vậy là sao? Có nhiều khi anh chị em mình, nhiều khi hồi đó tôi cũng nổi điên lên, nói với Chúa, Chúa đang sống âm thầm đau khổ nhục nhã vì chưa đủ hay sao? Chúa trộm bố tôi nằm đó, cất bố tôi đi, bố tôi chưa có mãn tang, cất luôn chị tôi đi, rồi chị tôi chưa êm, mẹ tôi đau nằm đó, cứ cắt cứ tỉa mình không còn cái gì nữa. Rồi có mỗi một ông nội để bám cái phao, cất luôn cái phao trong đội về bầu trời luôn. Nếu điểm tin mừng nghe tin ông nội về trời là biết thân phận mình như thế nào đâu. Không bám vào cái gì cả, cắt tỉa sạch. Về đây cũng vậy, không cho bám vào, không cho bám vào ai cả. Giám mục, giám đốc, giám gì cho, không ai dám nữa. Không ai dám đến với mình nữa. Không ai dám đến với mình nữa. Đến với mày là Dính Chấu à, Văn Miệng à. Vì sao? Mày đang được cắt tỉa mà lắm. Tao đến được cắt, mày cắt dính luôn tao thì sao? Thưa anh chị em, đấy, mình mới thấy được là đi theo Chúa. Nhưng ai ở lại trong thầy, thầy ở lại trong ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Sướng cái câu đó. Và không có thầy các con không làm được gì hết. Chỉ làm được mỗi cái là gì? Tội thôi. Phạm tội thoải mái, chỉ làm được mỗi cái đó. Còn không làm được cái điều gì tốt nếu không có Chúa. Và tôi xác tín điều đó. Tôi xác tín được điều đó. Tất cả những gì chúng tôi đã làm, đang làm và cũng sẽ làm
hoàn toàn là từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa mà thôi. Chúng tôi không làm được cái gì nếu không có ơn của Chúa. Chẳng có gì gọi là tự cao, tự mãn, tự đại, tự hào hết. Tất cả là hồng ân, tất cả là ơn của Chúa. Và nếu anh em ở lại trong Thầy, Thầy ở lại trong anh em thì muốn gì anh em cứ xin anh em sẽ được như ý. Đấy, nếu mình muốn xin được, khấn được, cầu được cho mình và cho người khác thì phải chấp nhận là cắt tỉa. Phải chấp nhận lời cầu nguyện của mình là lời cầu nguyện trên thập giá. Để Chúa ban cho người này ơn này, người này ơn kia thì Chúa phải mời gọi mình phải chấp nhận những hy sinh như là Faustina. Để cầu nguyện cho một linh mục đang gặp khủng hoảng, không bị mất ơn gọi. Thì cả một tuần lễ đó Faustina chịu bao nhiêu cái nhục nhã, bao nhiêu cái đau khổ. Và người linh mục ấy được cứu. Thế thì khi người ta đến cầu nguyện với mình, có gì gọi là vui, có gì là hãnh diện không? Vui vì người ta tin vào Chúa, nhưng chẳng có gì gọi là hãnh diện. Mà ai đến với người khác tôi còn mừng nữa. Chẳng có tức, chẳng gì cả. Vì biết chắc là ông tiêu rồi đấy. Nó càng đến với ông bao nhiêu thì ông biết rằng là ông phải trả giá. Ông phải chịu cắt tỉa thì Chúa mới ban ơn cho người ta được. Chứ không phải là ông hãnh diện mà Chúa ban ơn cho người ta. Đó, tôi cầu nguyện cho người ta được. Đó, thấy chưa, tôi ngon lắm anh nha. Đừng có tưởng anh nha. Đừng có hỏng. Không có Thầy các con không làm được gì. Và càng ở lại trong Thầy, tức là chịu cắt tỉa bao nhiêu thì bất cứ điều gì con xin Thầy sẽ ban cho. Dám không? Dám hay không chứ phải Chúa không ban. Có dám nhận hay không? Có dám xin hay không? Vì khi xin như vậy thì mình phải chấp nhận, chịu cắt tỉa, chịu đau khổ, nhục nhã thì Chúa sẽ ban ơn cho người ta. Và người ta đến với mình bao nhiêu thì mình phải càng chịu khổ bấy nhiêu. Sung sướng gì đâu. Nhưng mà Chúa được vinh danh. Điều làm Chúa Cha tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái. Sinh nhiều hoa trái là làm cho người ta nhận biết lòng Chúa thương xót. Càng nhiều người nhận biết đến lòng thương xót Chúa bao nhiêu thì chúng ta càng sinh nhiều hoa trái bấy nhiêu. Và như vậy thì chúng ta trở thành môn đệ đích thực của lòng Chúa thương xót. Thầy là cây nho, chúng con là ngành. Ngành nào kết hiệp cùng cây sẽ trổ sinh hoa trái. Cành nào lìa cây sẽ khô héo liền. Chúng con hãy ở trong tình yêu Thầy. Điểm hẹn Chủ nhật thứ năm Phục sinh, mùng 2 tháng 5, 2021. Ở lại với em. Lá thư tình viết cho người yêu ở Spain, nước Tây Ban Nha. Yêu là gì mà làm người người điên điên say say đến thế? Cứ vô tư cho con tim nhói đau. Yêu là gì mà làm người người cam tâm mang theo si mê? Nhưng khi chia ly quay bước thật mau, yêu là gì? Ngồi bên ly cà phê đen bốc khói, từng lời hát thiên hạ hữu tình nhân, nhạc gốc trong phim Thần Điêu Đại Hiệp, làm anh thẫn thờ, ngẩn ngơ, bần thần. Lòng cũng chợt hỏi,
yêu là gì nhỉ? Chẳng hiểu chi nhiều nhưng vẫn cứ yêu, yêu như điên dại rồi lại tiêu điều. Nào có khác gì trong phim, trong truyện? Thời cấp sách đến trường, anh mê đọc truyện, nhất là truyện kiếm hiệp của Kim Dung. Truyện tình yêu anh ngưỡng mộ vô cùng, rồi khí khái nghĩa hiệp của nhân vật. Những cặp tiên đồng ngọc nữ, thanh mai trúc mã, quân tử thục nữ, mà anh thích nhất là Dương Quá tiểu long nữ trong Thần Điều Đại Hiệp, Lệnh Hồ Sung Nhậm Doanh Doanh trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, Trương Vô Kỵ Triệu Mẫn trong Cô Gái Đổ Lòng, Quách Tĩnh Hoàng Dung trong Anh Hùng Xạ Điêu, Vi Tiểu Bảo Song Nhi trong Lộc Đỉnh Ký, Kiều Phong A Châu và Đoàn Dự Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ. Bên cạnh những mối tình đẹp như mơ, cũng không thiếu những mối tình đau khổ, éo le, đơn phương, rồi biến yêu thành hận. Như Lý Mạc Sầu đã kêu lên rằng: hỡi thế gian, tình là cái chi chi mà khiến ta sống chết một lời hứa lụy. Anh đọc say sưa và thầm mơ ước mình cũng là những nhân vật như thế, biết yêu, biết làm những việc trượng nghĩa, giang hồ phiêu bạt, tự do tùng cảnh. Anh cũng mong muốn mình là lãng tử, cùng với người yêu tên gọi Phong Trần, hạnh phúc bên nhau, chung vai sát cánh, song kiếm hợp bích, diệt bạo trừ gian, cứu giúp người nghèo không ngại nguy nan, an nhiên tự tại, danh lợi không ham, tiền tài địa vị chức tước chẳng màng. Lãng tử Phong Trần, một cặp nghĩa hiệp. Anh mê mẩn vùi đầu vào luyện chưởng, đọc đi đọc lại, quên ăn bỏ ngủ, thuộc vành vách từng câu thoại, từng chi tiết nhỏ, nhớ nằm lòng mỗi chiêu kiếm pháp thần trưởng và những bí kíp võ công thượng thừa. Đến nỗi mẹ thở dài thườn thượt nhìn anh nói: ai, giá mà đọc kinh thuộc kinh như vậy còn dài nhỉ. Và rồi thời gian cứ thế dần trôi, chàng lãng tử đa tình đã thay đổi, đã đốn ngã tim của nhiều nàng rồi, nhưng không chịu để ai ràng buộc vào, chẳng chịu dừng lại ở một nơi nào, phiêu du bốn phương chẳng ngại gió sương, lang bạt kỳ hồ với bánh xe lãng tử. Bánh xe quay nhanh nhanh, chiếc thân xe rung rinh, chìm trong làn cát trắng, xe nhịp nhàng quay bánh lướt, hồn ta mờ khuất trong mênh mông. Ta mến yêu một kiếp giang hồ, dù rằng cuộc sống vô bờ, tim lòng tràn máu vô tư. À ha ha, xuôi in hình chiếc xe tàn, đêm nào đập vỡ cây đàn, giận đời nào ai mắt xanh. Vó cờ bấp bênh,
trên đường gian nan. Chiếc xe lắc lư ru hồn nghệ sĩ tới nơi xa ngàn. Xe lăn êm êm dưới ánh trăng vàng, môi ai say sưa hé mấy cung đàn, ca lên cho tan nỗi niềm cay đắng. Vui ca lên đi trong chiếc xe già, sau khi men say răng mấy tơ đàn, hồn ta vụt lướt lên trời xanh lam. Thấy anh quen hết cô này tới cô khác, mẹ rất buồn phiền, cứ mắng anh hoài: "Ê, bao giờ con mới chịu dừng chân đây? Đào hoa quá làm khổ con gái người ta." Từng ngày thì nói mẹ cưới hỏi đàng hoàng: "Ê, cứ mãi thế này làm bao cô khốn khổ." Chỉ vì muốn làm đứa con có hiếu, anh đã vâng lời cho vui lòng mẹ, nên lướt web vào mục tìm bạn bốn phương. Tình cờ quen em, người con gái xứ Bò Tót. Thư qua, tin lại, hết chat lại face. Cũng nhờ phương tiện truyền thông hiện đại, anh đã tìm hiểu em, ngắm nhìn em, nghe tiếng em nói cười chỉ qua online. Càng ngày anh càng muốn gặp mặt em. Thế là anh xin mẹ đi Tây Ban Nha để gặp trực tiếp em xem như thế nào, vì sợ chỉ là chuyện tình hư ảo trong thế giới ảo mà thôi em ơi. Mẹ mừng quá, tán thành ngay lập tức: "Ồ, chúc mừng con đã tìm được bến đỗ. Gươm cô gái Tây Ban Nha này tài thật đấy. Cột được chân con dai của mẹ rồi. Chỉ mong con được yên bề gia thất. Mẹ à, nhắm mắt mới yên lòng con ạ." Thật vui sướng, anh đã gặp được em, một người con gái trong thế giới ảo, nay đã thành hiện thực với anh rồi. Để được gặp em bằng xương bằng thịt, anh bỗng thấy cuộc đời mình quá mê ly. Ôi mê ly, thật là mê ly, mê ly, ôi mê ly. Ô mê ly, mê ly, ô mê ly, mê ly đời ta. Ô mê ly đời sống với cây đàn, tình tình tang dạo phím rồi ca vang. Chiều êm êm nhìn phía xa mây vàng, dục lòng ta dạo khúc ca với đàn. Một chiều mưa ta hát vang mưa rơi, rồi cùng ta mưa đáp cho tươi đời. Một ngày nắng ta hát vang nắng tươi, đàn cầm tay say sưa hát là nguồn vui. Ô mê ly, mê ly, ô mê ly, mê ly đời ta. Ô mê ly đời sống bao duyên tình, trời về trưa ngồi dưới hàng cây xanh, nhìn bao la đồng lúa xa xa mờ, đàn hoa vang tựa sóng xô đến bờ.
đường về thôn em bé vui câu ca, dục hồn thơ tha thiết yêu quê nhà. Đàn cùng ta reo khúc ca chơi vơi, nhà còn vang nhịp nhàng đưa ngàn nơi. Thật mê ly khi sánh bước với em, đi tham quan khắp nước Tây Ban Nha, hứng thú nhảy điệu Paso Dos dân gian khi cùng xem các võ sĩ đấu bỏ tót. Dạo quanh thủ đô Madrid sầm uất, nơi diễn ra các hoạt động thâu đêm vui vẻ và ồn ào nhất thế giới, nên Madrid được gọi là cats, là những chú mèo ham đi chơi đêm, mãi tới sáng mới chịu mò về nhà. Các quảng trường luôn lung linh ánh đèn, du khách bị cuốn hút theo âm nhạc, nhảy theo vũ điệu flamenco mê hồn, rồi thưởng thức những món ăn thật ngon. Nhịp sống rộn rã chỉ có khi đêm về. Anh dẫn em thăm cung điện hoàng gia, ghé quảng trường hình chữ nhật Plaza Mayo. Xưa kia là nơi họp chợ đấu bỏ tót và cũng là nơi hành hình công khai. Tham quan quảng trường Plaza de Cibel có những điêu khắc và đài phun nước nổi tiếng, một thời được coi là biểu tượng của Madrid, với tượng nữ thần đất Cibele đang ngồi trên chiếc xe sư tử kéo. Rồi chúng mình đến thành phố Barcelona với những viện bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, hấp dẫn bởi ngôi nhà độc đáo Gaudí, đường nét tinh tế và sắc màu tuyệt đẹp. Em nói, Tây Ban Nha là quốc gia có diện tích trồng nho đứng đầu thế giới, nên em đưa anh đến Barcelona và Rioja là nơi trồng nhiều nho nhất Tây Ban Nha. Sau đó, mình đi thành phố Valencia dự lễ hội ném cà chua rất thú vị, đặc biệt là viếng nhà thờ Valencia, nơi lưu giữ một chén thánh bí ẩn, được coi là chiếc cốc Chúa uống trong tuyệt linh. Rồi mình ghé thành phố Seville, nổi tiếng với tháp chuông Giralda, dạo quảng trường Plaza de España, là địa điểm quay nhiều phim bom tấn như Star Wars, The Dictator và Lawrence of Arabia, thăm quảng điện hoàng gia cổ Akaza, được UNESCO công nhận là di sản thế giới, viếng nhà thờ Seville cổ kính, từng là nơi nghỉ của nhà thám hiểm Christopher Columbus. Đến thành phố Granada xinh đẹp, tham quan lâu đài nổi tiếng Alhambra, pháo đài Alcazaba, khu vườn General Life, viếng thánh đường Basilica San Juan de Dios với mái vòm cao tới 50 mét, có nhiều họa tiết tinh vi sang trọng, nhiều chi tiết được trang trí bằng vàng. Ghé qua thành phố biển Marbella, có nhiều phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Rồi đến thành phố Bilbao quyến rũ, thành phố Palma de Mallorca hấp dẫn. Cuối cùng, mình ghé thành phố Segovia, tham quan lâu đài cổ tích
Segovia, nơi gợi cảm hứng để Disneyland xây dựng lâu đài lọ lem nổi tiếng thế giới trong công viên Orlando ở nước Mỹ. Ba tháng hè sống bên em quá tuyệt vời. Anh đã hiểu thế nào là tình yêu. Anh về với em như chim liền cánh, như cây liền cành, như đỏ với sông, như nước xuôi dòng vào lòng biển xanh. Thế nhưng khi anh trở lại Việt Nam, lại đường xưa lối cũ, tính nào tật nấy, lại đứng núi này rồi trông núi nọ, lại tiếp tục muốn bắt cá hai tay, máu lãng tử lại sôi lên sùng sục. Mẹ lại thở dài thườn thượt than vãn: "Ôi, cái con bé sư bò tót lại khổ rồi. Tưởng cầm chân được nó rồi ấy chứ, ai ngờ đâu lại khổ vì nó thôi. Giờ thì chỉ có rời mới cầm chân được nó mà thôi." Mẹ nói tiên tri sao mà đúng thế. Sau nhiều lần thư qua tin lại với em, anh không còn hứng thú liên lạc nữa. Và rồi em phải ngậm ngùi hát bài: "Sao chưa thấy hồi âm, thư gửi đi mấy lần, đợi hồi âm không thấy." Anh lại lướt web tìm bạn bốn phương. Rồi một ngày nọ, ngoài trời gió rét, anh tình cờ đụng phải trang web tinhthac.net. Chỉ tò mò vào đó xem có gì. Ôi, sao mà lắm món ăn trời thế. Nào là bài giảng lòng thương xót Chúa với những chia sẻ lời Chúa mỗi ngày. Rồi cái gì là sống đúng, sống đẹp. Và còn thêm món chuyện đạo, chuyện đời nữa. Gớm khổng, cái ông cha phụ trách này đúng là rỗi hơi, lắm chuyện quá trời. Ngày nào cũng lên mạng ra rả nói, làm sao mà không hết chuyện vậy, không biết nữa. Chiều thứ bảy, không có hẹn với người yêu, anh lang thang vào nghe ổng tản mạng cuối tuần. Còn Chủ nhật thì anh bỏ cả lễ, ngồi quán cóc nhâm nhi cà phê sáng, nghe nhạc, tán phét với đám bạn. Ê, sáng hôm đó trời lại mưa gió, ngồi trời dài cổ chẳng ma nào đến. Anh lại gõ phím đụng vào điểm hẹn Chủ nhật. Mừng quá! Vậy là tìm đúng địa chỉ, tìm bạn bốn phương rồi. Ê, điểm hẹn thì chỉ có người yêu nhau mới đến thôi. Anh bèn vào thử đó, coi có tìm được ai không. Chú trời, lại cái ông cha lắm chuyện rỗi hơi, đưa anh đi du hí khắp mọi nơi với những câu chuyện tình hấp dẫn, dễ thương, đủ mọi cung bậc hí nộ ái ố. Tại sao những người yêu nhau tha thiết chẳng bao giờ đến được với nhau vậy? Từ đó anh biết được cái gọi là lòng Chúa thương xót. Anh tập tành lần chuỗi lòng thương xót, rồi tìm hiểu về linh đạo lòng thương xót. Bị quấn vào
chuyện đời thánh nữ Faustina trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Anh bỏ ra 3 tháng trời ròng rã mê say đọc, nghiền ngẫm hết quyển nhật ký này. Anh nhớ từng lời, từng chữ trong đấy. Không giống như khi xưa anh đọc truyện kiếm hiệp Kim Dung vậy, rồi bắt đầu cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Anh từ từ bị dính vào đó, lúc nào không biết. Thời lãng tử đa tình, đào hoa phong nhã, quen cô nào là anh chết mê chết mệt, lúc nào cũng nghĩ đến, nhớ đến, mong gặp. Anh đã yêu ai thì yêu mãnh liệt, nếu đã thích gì, muốn gì, cần gì thì tìm mọi cách đạt cho bằng được. Chúa vốn biết con người anh như thế nên đã để lòng thương xót quấn hút anh. Chắc em sẽ không buồn khi biết rằng người anh mê say đến nỗi quên em không ai khác lạ, mà đó chính là người tình Giê-xu giàu lòng thương xót. Giờ thì anh cảm nhận được lời Chúa nói: anh em hãy ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong anh em. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Thú thật là trước đây đã có lúc anh đã ở lại trong tình yêu của em, muốn bên cạnh em ngày cũng như đêm, và anh cũng không muốn rời xa em nữa. Nhưng bây giờ thì anh có thể xa em và đang ở trong một thứ tình yêu mãnh liệt, tình yêu dám chết vì người mình yêu, tình yêu dám hy sinh thịt máu để nuôi sống người mình yêu. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở trong người ấy thì người ấy sẽ sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, anh em không làm gì được. Ấy thế mà trước đến giờ anh không nhận ra tình yêu ấy, anh không biết gì đến lòng Chúa thương xót. Anh chỉ muốn ở lại trong tình yêu hời hợt, giả tạo, chóng qua của người đời. Anh chỉ muốn ở lại trong vinh quang thật hào nhoáng của chức tước địa vị. Anh chỉ muốn ở lại trong vòng tay của người đẹp, người có chức lắm tiền. Anh có bao giờ muốn ở lại trong lòng thương xót của Chúa đâu? Và anh có bao giờ cho Chúa ở lại trong anh đâu? Anh chỉ đón tiếp và ở lại những người nào, nơi nào có lợi cho anh thôi. Anh chỉ ở lại những nơi nào cho anh được hãnh diện, được tôn vinh. Anh chỉ thích ở lại những căn nhà như lâu đài, đầy đủ mọi tiện nghi. Anh thích ở lại những nhà hàng sang trọng và chơi với những người thật đẳng cấp cho hợp với trình độ của anh thôi. Anh chẳng dại gì ở những nơi nghèo hèn, vùng sâu vùng xa, khỉ ho cỏ gáy. Chẳng ngu gì tìm đến với người nghèo khó, ốm đau, bệnh tật, thấp cổ bé miệng. Bây giờ thì anh đã giác ngộ rồi. Anh tìm đến với nhóm thiện nguyện tín thác, để đến những nơi không ai muốn đến, thăm những con người không ai muốn thăm, và làm những việc chẳng ai muốn làm. Nhất là anh đã tìm đến ở lại một nơi được gọi là ốc đảo lòng
thương xót. Ê, về Việt Nam, hãy đến đó nhé em. Ở nơi đây, Chúa sẽ đến thăm em. Dù em nghèo khó tội lỗi thế nào, ở nơi đây tiếp đón mọi con người và sẵn sàng cho họ được ở lại. Không phân biệt tôn giáo hay sắc tộc, cao thấp, giàu nghèo, sang hèn, mạnh yếu. Đến ốc đảo lòng thương xót nhé em, để được chính Chúa giàu lòng thương xót đến thăm và ở lại luôn với em. Vì không có Chúa, chúng ta không thể làm được việc gì. Em yêu ơi, hãy đến và ở lại nhé em. Chúa đến thăm con, xin ở luôn với con, nuôi con bằng bánh hằng sống, hồn xác con nên vẹn toàn. Ở là ở cùng con, xin Chúa ở là ở cùng con. Ở là ở cùng con, xin Chúa ở là ở cùng con. Bánh thánh cha ban, chia sẻ cho bốn phương. Con đi vào trong cuộc sống, thương mến anh em thật lòng. Ở là ở cùng con, xin Chúa ở là ở cùng con. Ở là ở cùng con, xin Chúa ở là ở cùng con. Chúa đến thăm con trong cuộc sống dễ thương, lo toan buồn vui chiều sớm, xin dẫn con luôn thẳng đường. Ở là ở cùng con, xin Chúa ở là ở cùng con. Ở là ở cùng con, xin Chúa ở là ở cùng con. Thắc mắc hỏi ai? Chủ nhật mùng 2 tháng 5 2021. Xin chào tất cả anh chị em và các bạn. Chúng ta gặp nhau trong chuyên mục Thắc mắc hỏi ai? Chủ nhật đầu tháng mùng 2 tháng 5 2021.
Tuần sau là ngày Chủ nhật thứ hai trong tháng 5 là ngày của mẹ. Chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn về ý nghĩa ngày của mẹ như thế nào. Tuy nhiên, trong tuần lễ này, mong các bạn chúng ta hãy cố gắng nghĩ đến mẹ của mình. Những người mẹ đã qua đời, chúng ta xin lễ cầu nguyện cho mẹ. Những người mẹ còn đang sống, có thể đang ở Việt Nam mà anh chị em ở nước ngoài, hoặc ngược lại, mẹ ở nước ngoài, anh chị em ở Việt Nam. Chúng ta gọi điện hỏi thăm, viết thư, và những người có thể gửi quà cho mẹ mình. Nhưng những món quà ý nghĩa nhất, đẹp nhất cho mẹ, dù mẹ đang sống với chúng ta trong gia đình, trong một mái ấm gia đình, đó là hạnh phúc lắm. Nhiều khi mình không nhận ra cái hạnh phúc đó, chợt khi mất mẹ rồi mới thấy. Tôi có cha cùng dạy với tôi, ngài thương mẹ lắm, mà mỗi lần giảng hay nhắc đến mẹ là ngài khóc. Đang làm lễ, đang giảng mà nhắc đến mẹ là ngài khóc. Và ngài nói với tôi là: "Cha Long, bây giờ còn mẹ, cha phải biết quý mến, trân trọng. Mai mốt mất mẹ như tôi rồi mới biết, rồi mới khóc, mới thương, mới nhớ." Thì anh chị em cũng vậy, chúng ta đang được sống trong gia đình có cha mẹ, đôi khi mình không thấy đó là hồng ân Chúa ban. Cứ nghĩ rằng phải có công ăn việc làm, phải thế này thế kia mới là hạnh phúc, mới là bình an. Nhưng mà thực sự anh chị em hãy biết trân trọng món quà quý nhất mà anh chị em đang có, các bạn đang có, như là những bạn ở nước ngoài mà có cha mẹ được ở sống với mình trong một mái ấm gia đình. Đó là cái quý vô cùng. Vì đa số những người lớn tuổi ở nước ngoài thì người ta gửi vào trong nhà dưỡng lão, rồi con cái thì lâu lâu năm thì mời họ ghé thăm một lần hoặc gọi điện hỏi thăm thôi. Còn các bạn đang được sống với gia đình mình, có cha có mẹ, hãy cho rằng, hãy nghĩ rằng, hãy tạ ơn Chúa và hãy nhìn nhận đây là món quà quý nhất hơn tất cả cái gì khác. Cho nên có phải chấp nhận những đau khổ, những hy sinh, những hiểu lầm, những nghi ngờ, những ghen tị, vân vân, thì đánh đổi lại mình còn được sống với cha mẹ. Cái gì cũng phải có cái giá của nó phải trả. Nếu mình sống một mình, thiếu cha, thiếu mẹ, thiếu anh chị em, thì lại có cái nỗi buồn, nỗi cô đơn, nỗi cô độc, nhất là nơi đất khách quê người. Mà bây giờ nơi đất khách quê người, mình được sống với cha, với mẹ, với anh chị trong một mái ấm gia đình, nhất là trong mái ấm gia đình có cha mẹ, đó là cái phúc, ơn phúc của lòng thương xót Chúa. Hãy biết trân nhận. Bây giờ thì chúng ta trở về với câu hỏi mà nhiều bạn thắc mắc là: "Thưa cha, hôm giờ từ lễ phục sinh đến giờ con thấy trên bàn làm việc của cha có để rổ trứng mà con không biết đó là cái gì, rồi có thêm con thỏ nữa. Đây là gọi là trứng phục sinh. Rồi bên tay trái tôi một rổ, bên tay phải một rổ. Bên này là bàn sô-cô-la. Còn bên đây là trứng thật vẽ hình. Trứng thật vẽ hình rất đẹp, hình Chúa, hình mẹ và đủ thứ. Đây gọi là trứng phục sinh. Còn đây gọi là thỏ phục sinh. Anh Chép thắc mắc và thưa cha, cha để cái đó lên mặt bàn làm con thèm quá, viết là cái gì? Đây là trứng phục sinh và đây là thỏ phục sinh. Câu chuyện trứng phục sinh và thỏ phục sinh như thế nào? Mời anh chị em và các bạn chúng ta cùng lắng nghe sau đây. Trứng phục sinh. Thưa anh chị em và các bạn, trứng phục sinh còn được gọi là trứng Pascal, là những quả trứng được trang trí đẹp mắt để sử dụng làm quà tặng trong lễ phục sinh. Các bạn đến đây nghĩ bảo tiếc quá, cha ông nói sớm trước phục sinh chứ còn làm để phục sinh chứ còn tặng cho nhau. Không sao, phục sinh sang năm. Thời xưa đó, người ta chủ yếu là dùng trứng gà, sau đó dùng màu sơn vẽ các hình thù trang trí đẹp mắt lên vỏ để làm trứng phục sinh. Đây là những hình thù người ta vẽ lên hoặc là bọc lên như thế này. Sau này, bên cạnh sử dụng trứng gà tươi, đây là trứng gà tươi, người ta còn sử dụng trứng làm từ sô-cô-la và được bọc trong giấy màu. Đây là trứng làm bằng sô-cô-la được bọc trong giấy màu. Còn đây là trứng gà tươi. Rồi có khi dùng trứng bằng gỗ chạm khắc bằng tay hoặc là trứng nhựa chứa đầy bánh kẹo bên trong. Nguồn gốc và ý nghĩa của trứng phục sinh là gì, thưa anh chị em và các bạn? Những quả trứng phục sinh trong ngày lễ phục sinh của người theo đạo Kitô có nguồn gốc từ rất lâu trước đây. Bắt đầu
từ những người Kitô hữu đầu tiên ở vùng Lưỡng Hà. Những người này đã lấy trứng gà và nhuộm thành màu đỏ để tưởng nhớ đến máu của Chúa Giêsu trong ngày lễ phục sinh. Trứng gà nhuộm màu đỏ. Sau đó, phong tục này dần dần du nhập vào châu Âu. Cho đến khoảng thế kỷ thứ 12 trở đi thì bắt đầu phổ biến và dần được giáo hội Kitô chính thống chấp nhận và cho phép sử dụng như là một biểu tượng cho sự phục sinh của Chúa. Biểu tượng cho sự phục sinh của Chúa. Ban đầu người ta thường chỉ luộc chín những quả trứng gà tươi lên và nhuộm màu rồi tặng cho nhau. Nhưng sau này người ta mới bắt đầu vẽ và trang trí những họa tiết, những hình ảnh đẹp mắt để quả trứng nổi bật hơn. Món quà trong ngày lễ phục sinh nhờ vậy cũng trở nên ý nghĩa hơn cả người tặng và người nhận. Biết là các bạn có ai nhận được món quà tặng là trứng phục sinh không? Lắc đầu. Ở thư Việt Nam chúng con chưa thấy ai tặng cho con quả. Nhờ được truyền bá rộng rãi ở trong cộng đồng dân Công giáo, cho nên trứng phục sinh có rất nhiều ý nghĩa khác nhau, thể hiện thế giới quan của những cộng đồng người khác nhau. Những ý nghĩa nổi tiếng nhất của trứng phục sinh là: thứ nhất, trứng phục sinh là biểu tượng của khởi đầu, là khởi nguyên và hướng đến Thiên Chúa. Biểu tượng của khởi đầu là khởi nguyên và hướng đến Thiên Chúa. Thứ hai, trứng còn là biểu tượng phục sinh, hồi sinh. Thứ ba, trứng phục sinh được nhuộm đỏ để tưởng niệm về cái chết của Chúa Giêsu. Vỏ cứng của quả trứng tượng trưng cho ngôi mộ bị niêm phong của Chúa. Việc đập vỏ trứng ra là biểu tượng của sự hồi sinh, sống lại từ cái chết. Trứng có hình tròn, chính là điểm bắt đầu và cũng là điểm kết thúc, là trời và đất. Khởi đầu hết một vòng, kết thúc. Khởi đầu hết một vòng, kết thúc, là trời và đất. Thưa anh chị em và các bạn, nhìn chung khi nhắc đến ý nghĩa của trứng phục sinh thì chúng ta có thể hiểu nó là biểu tượng của sự sống và sự bình an, của niềm tin và hy vọng của mỗi tín hữu Kitô giáo với Chúa Giêsu. Người ta tặng nhau những quả trứng phục sinh là muốn gửi trao đến cho nhau niềm vui và hy vọng về điều mới tốt đẹp hơn. Ở mỗi vùng đất, mỗi quốc gia khác nhau, việc trang trí, gửi tặng và sử dụng những quả trứng phục sinh cũng có rất nhiều điểm khác biệt. Ví dụ như, ở Trung Âu, trước mỗi buổi thánh lễ, người dân trong vùng thường mang những giỏ thực phẩm. Đây là những giỏ người ta hay mang đến. Những giỏ thực phẩm người ta mang đến chỗ cho các linh mục. Trong giỏ này không chỉ có trứng phục sinh mà có nhiều loại thực phẩm khác nữa trong cái giỏ này. Sau thánh lễ, vị linh mục sẽ chúc lành cho các giỏ đồ ăn đó trước khi gửi lại nó cho các tín đồ chuẩn bị cho bữa tiệc trong ngày lễ phục sinh. Trước lễ phục sinh, người ta đem giỏ đồ ăn đến, linh mục chúc lành rồi gửi lại để họ đem về, họ ăn mừng lễ phục sinh. Tại Belarus và Ukraine, vào buổi sáng ngày lễ phục sinh thì người ta sẽ cắt quả trứng ra nhiều phần rồi chia cho các thành viên trong gia đình và ăn trái trứng được cắt ra một cách đầy biết ơn. Đối với người theo đạo chính thống, vào ngày lễ phục sinh họ ăn trứng để chấm dứt mùa chay, chứng minh lòng thành và cũng để chuẩn bị tâm thế mở lòng đón nhận Chúa Giêsu phục sinh. Tại Romania thì người ta thường viết thư trên các quả trứng phục sinh và gửi nó cho những người họ yêu mến. Một lá thư tình viết trên trứng phục sinh, dễ thương không? Viết ít thôi, chỉ cần một cái chữ I love you được rồi, anh yêu em. Đó trứng. Thưa anh chị em, đó là những ý nghĩa của trứng phục sinh. Chúc các bạn sang năm chúng ta có những món quà là những cái trứng phục sinh thật dễ thương do đầu óc sáng tạo của các bạn.
bạn sáng tạo những trái trứng phục sinh thật là dễ thương để gửi tặng cho nhau. Và ước mong chúng ta cũng có thể nhận lại những trái trứng ấy. Và đây, thưa anh chị em và các bạn, đây là chú thỏ hay là con thỏ phục sinh, Easter Bunny. Thỏ phục sinh chính là một trong những biểu tượng đặc trưng của ngày lễ phục sinh của người theo đạo Kitô. Có lẽ nhiều bạn bây giờ mới biết, và đối với bản thân tôi thì nhờ các bạn hỏi thì tôi cũng mới biết. Nếu các bạn không hỏi thì tôi cũng không biết, vì khi các bạn hỏi thì tôi mới phải tìm hiểu, phải đi hỏi, và nhờ đó tôi mới biết. Cảm ơn những câu hỏi của các bạn. Chính nhờ các bạn thắc mắc mà tôi tìm giải đáp thắc mắc thì tôi học hỏi được rất là nhiều. Mong các bạn tiếp tục gửi những thắc mắc về cho chuyên mục Biết Hỏi Cùng Ai, a@gmail.com. Biết Hỏi Cùng Ai, 4 chữ viết liền, không đánh dấu, không viết hoa. Biết Hỏi Cùng Ai, a@gmail.com. Biết Hỏi Cùng Ai, @gmail.com. Thỏ phục sinh. Theo các Kitô hữu, ngày lễ phục sinh là một ngày lễ quan trọng nhất trong năm, hơn cả lễ Giáng sinh nữa. Lễ quan trọng nhất trong năm nhằm tưởng nhớ tới cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu sau khi Ngài bị đóng đinh trên thập giá. Ngày lễ phục sinh và Chúa Giêsu mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện cho sự hồi sinh, sức sống mạnh mẽ cùng những mong ước về một tương lai tốt đẹp hơn của người Kitô giáo. Trong khi đó, thưa anh chị em và các bạn, con thỏ lại là loài vật có khả năng sinh sản cho đến chóng mặt. Chính vì thế, nó cũng được coi là biểu tượng của sự sinh sôi phát triển, thể hiện cho mong ước về một cuộc sống mới đầy tích cực. Với những người Kitô giáo, thỏ phục sinh chính là con vật đem đến trứng phục sinh, một trong những biểu tượng đặc trưng của ngày lễ phục sinh. Theo truyền thống của giáo hội Lutero ở bên Đức, thỏ phục sinh ban đầu có vai trò giống như là một người phán xử để đánh giá xem những đứa trẻ đã cư xử đúng mức hay chưa, có ngoan ngoãn hay không, có vâng lời người lớn hay không khi bắt đầu tới mùa phục sinh. Con thỏ phục sinh đứng vai trò như người phán xử, coi rằng những đứa bé có cư xử đúng mực không, có ngoan không, có vâng lời người lớn không khi đến mùa phục sinh. Thưa anh chị em và các bạn, theo truyền thuyết, thỏ phục sinh chính là nhân vật tương tự với ông già Noel, giữ nhiệm vụ mang những quả trứng đầy màu sắc cùng với kẹo, đồ chơi tới nhà những đứa trẻ vào buổi tối trước ngày lễ phục sinh. Câu chuyện và ý nghĩa của thỏ phục sinh như sau. Trên thực tế, thỏ là loài vật sinh con chứ không phải đẻ trứng. Tuy nhiên, câu chuyện thỏ phục sinh thì lại hoàn toàn là một câu chuyện khác. Bên cạnh khả năng sinh sản nhanh là biểu tượng cho sự sinh trưởng, phát triển mạnh mẽ, thì hình ảnh những chú thỏ cũng được gắn liền với một truyền thuyết về Ostara. Đây chính là nữ thần mùa xuân, Ostara, và cũng chính là người được lấy tên để đặt cho lễ phục sinh, Ostara hay còn gọi là Easter, và tên của lễ phục sinh là Easter Day. Easter Day chính là tên của nữ thần mùa xuân, được đặt cho ngày lễ phục sinh là Easter Day. Chuyện kể rằng, có một lần nữ thần Ostara mang mùa xuân tới với trái đất muộn. Điều này khiến cho muôn thú và vạn vật phải chịu cảnh giá lạnh. Vì chúng ta biết có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Cuối đông thì phải đến xuân. Mà nữ thần Ostara này đem mùa xuân đến chậm, cho nên là mùa đông nó kéo dài, và muôn thú và vạn vật phải chịu cảnh giá lạnh. Khi Ostara tới thì vô tình thấy một chú chim sắp chết cóng bởi hai cái cánh của chú chim đã bị đóng băng vì trời giá lạnh. Cảm thương trước cảnh tượng đó,
Ostara bèn giải cứu chú chim và biến nó rành thành một con thỏ. Giải cứu con chim khỏi chết cóng, chết lạnh và biến con chim đó thành con thỏ. Và Ostara luôn giữ nó bên mình để làm con thú cưng. Con thỏ trở thành con thú cưng, từ con chim bị chết cóng trở thành con thỏ, là con thú cưng của Ostara. Nữ thần cũng ban cho con thỏ khả năng sinh sản bằng cách đẻ trứng, chứ không có đẻ con. Ban cho con thỏ khả năng sinh sản bằng cách đẻ trứng, cùng với đó là khả năng chạy nhảy rất nhanh. Người ta mới bảo nhanh như thỏ. Rồi mới có câu chuyện là chạy đua giữa rùa với thỏ. Chị em còn nhớ không? Con thỏ với con rùa chạy đua, thì con thỏ ỷ là mình chạy nhanh, cho nên là chấp con rùa đi trước, và thỏ thì cứ rong ruổi chơi bời đủ thứ đàn đúng, kệ con rùa mới bò. Tao có câu là chậm như rùa, nó bò vì cái mai trên nó quá nặng, nó chỉ có 4 cái chân thỏ ra, bò từng bước thầm. Thỏ cứ thong thả đi chơi, còn lâu mới tới đích, cho mày bò trước cả tiếng đồng hồ cũng không còn thua gì. Tuy nhiên, ta thấy là về sau, khi mà con thỏ cáo quá cao ngạo, chơi bời rồi, lúc mà giật mình tỉnh lại thì con rùa đã về đến gần đến đích rồi. Lúc đó thỏ mới giật mình chạy hết sức, gọi là vắt giò lên cổ và chạy, hai gục mà chạy, nhưng mà không còn kịp nữa, thời gian nó không đợi chờ, và chú rùa đã đến đích chậm mà kiên trì và nhẫn nại, khiêm tốn, đã chiến thắng cái nhanh nhưng cào ngạo, coi thường địch thủ và quá ỷ y vào chính mình. Nữ thần muốn cho con thỏ này chạy nhanh là làm gì? Để thay nữ thần đi tặng quà cho những đứa bé khi mùa xuân về. Vì nó chạy nhanh mà, cho nên chạy hết nhà này nhà kia đem quà của nữ thần đến tặng. Tuy nhiên về sau, chú thỏ vô tình khiến cho nữ hoàng Ostara nổi giận và bị thần ném lên bầu trời, hóa thành chùm sao Lepus. Từ con chim thành con thỏ, bây giờ thành chùm sao Lepus. Mỗi năm thỏ chỉ được xuống trần gian đúng một lần vào mùa xuân mà thôi. Mỗi năm chỉ xuống trần gian đúng một lần vào mùa xuân để tặng những quả trứng đầy màu sắc đáng yêu cho trẻ nhỏ. Thỏ đem cái giỏ quà đi, trong này có trứng mùa xuân đến tặng cho những trẻ nhỏ. Kể từ đó, thưa anh chị em và các bạn, hình ảnh thỏ đem theo trứng đã trở thành một biểu tượng, một nét rất riêng biệt của ngày lễ Phục sinh. Thưa anh chị em và các bạn, những chia sẻ mà chúng tôi lượm lặt, thu lượm được trên trang mạng về thỏ Phục sinh, về trứng Phục sinh, mong rằng giúp các bạn thấy được cái ý nghĩa của ngày lễ Phục sinh như thế nào. Mỗi người trở thành một món quà tặng cho người khác, thay vì là trái trứng Phục sinh, là con thỏ Phục sinh thật. Chúng ta không có trứng Phục sinh, không có thỏ Phục sinh, thì chúng ta hãy trở thành một món quà tặng Phục sinh cho người khác. Đó là những lời cầu nguyện, đó là những nụ cười, đó là sự quan tâm, đó là sự chia sẻ, và nhất là lời cầu nguyện cho nhau. Như thế sẽ đem lại cho chúng ta niềm vui thực sự của ngày lễ Phục sinh. Rồi bây giờ hết cái thắc mắc về Phục sinh, thỏ Phục sinh, trứng Phục sinh rồi. Lần trước thì chúng tôi đã nói với các bạn về hoa Phục sinh rồi. Loại hoa mà nó là một bằng với cái rễ, một bó, rồi khi mà mùa đông tới nó bay hết đi. Rồi người ta lượm được, khi mà nhúng nó vô nước thì nó nở thành cái hoa gọi là hoa Phục sinh. Tuần trước chúng tôi đã chia sẻ với anh chị em trong tản mạn cuối tuần. Bạn nào muốn biết về hoa Phục sinh thì chúng ta coi lại tản mạn cuối tuần thứ bảy vừa rồi nhé. Bây giờ thì có những thắc mắc liên quan đến đủ mọi thứ. Có những người thì viết thắc mắc mà bảo: thưa cha, sao con thắc mắc mà mãi sao chả thấy cha trả lời. Thực sự thì có những cái thắc mắc mà nó có tính cách quá riêng tư, hoặc là những thắc mắc mà nó tế nhị, không có thể trả lời chung được, thì chúng tôi không dám trả lời chung trên mạng được. Có những thắc mắc thì nó quá là tỉ mỉ, hay là
đối với người khác thì bỏ vẫy mà cũng hỏi. Nhưng mà thôi, để trân trọng thắc mắc của anh chị em, để anh chị em khỏi thắc mắc là tôi có thắc mắc là tại sao thắc mắc của tôi không được trả lời. Thắc mắc của tôi là tại sao thắc mắc của tôi không được trả lời. Đó là thắc mắc. Con chào cha, con có thắc mắc là khi ngắm 14 trạng đàn thánh giá, sau cùng có kinh kính thánh giá, khúc sau cùng đọc là lạy cây thánh giá, lạy hoa cây thánh giá, lạy lá cây thánh giá, lạy quả cây thánh giá. Từ xưa tới nay chẳng có cây nào sánh bằng cây thánh giá. Câu ấy nghĩa là gì? Thưa anh chị em, như chúng tôi đã chia sẻ với anh chị em và các bạn trong thứ sáu tuần thánh, là cây thánh giá, là cây thập giá. Đó là dụng cụ hành hình. Những người có tội, những tử tội thì người ta đóng đinh vào cây thập giá có chiều dài, có chiều ngang, thành cây thập tự như thế này. Và cây thập tự ấy chỉ là một dụng cụ để mà hành hình, giống như là cái máy chém chặt đầu, giống như là cái dao ngày xưa sứ chám quăng cái thẻ ra đang là người đó lính anh mình mà chặt đầu đó, đầu rớt. Hoặc là Việt Nam có thể cái máy chém đút cái đầu vô, thả cái xuống cái máy chém hạ, phụp cái đầu đứt. Những dụng cụ hành hình. Nhưng mà từ khi mà Đức Giêsu bị treo trên thập giá thì cây thánh giá ấy, cây thập tự ấy, biểu tượng của tội, những con người mà mang tội ác mới phải chịu đóng đinh vào đó. Thì bây giờ cây thập tự ấy, một người bị treo trên ấy hoàn toàn vô tội, không biết đến tội là gì, mà bị kết án như kẻ có tội, như là một tên đại gian đại ác. Rồi đấng ấy chấp nhận treo trên thập giá. Từ khi có đấng ấy dính vào cây thập tự thì nó trở thành cây thánh giá, chứ là cây thập giá. Bây giờ nhờ đấng vô tội chịu treo trên cây thập giá, nó trở thành cây thánh giá. Và Chúa nói một khi ta bị dương cao lên khỏi đất, ta đem mọi sự đến với ta, tất cả tội lỗi của ta. Thánh Kinh nói Ngài đã gánh lấy mà đem lên cây thập giá rồi, cây thánh giá rồi. Cho nên cây thánh giá ấy, mình trong ngày thứ sáu tuần thánh, chúng ta thấy sau khi nghi lễ mở khăn, mở cái khăn che cây thánh giá, thì cây thánh giá được đưa đến cho người ta thờ lạy, ta hôn kính. Và đi ngang qua cây thánh giá trong ngày lễ thứ sáu tuần thánh là cúi mình thờ lạy cây thánh giá. Vì cây thánh giá đã đem đấng cứu độ đến trần, cây thánh giá ấy đã treo đấng cứu độ, là cái dụng cụ để đấng cứu độ bị treo trên thập đỏ giá. Mà chính nhờ treo trên thập giá ấy, vâng lời Thiên Chúa Cha, chết ô nhục trên thập giá, cái chết ấy đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Và nhờ Ngài vâng phục thánh ý của Cha, chết trên cây thập giá như vậy, mà Thiên Chúa Cha mới tôn vinh người lên trên mọi danh hiệu, hầu khi nghe danh hiệu Giêsu mọi gối phải bái quỳ. Cây thánh giá sẽ là cây thập tự mãi mãi nếu không treo đấng cứu thế, đấng cứu đời trên đó. Vì thế mà mình mới hát rằng lạy cây thánh giá, hoa cây thánh giá, lá cây thánh giá, quả cây thánh giá. Tức là hoa, lá, quả là những hoa trái từ cây thập tự, từ cái chết của Chúa Giêsu để đem lại ơn cứu độ cho con người. Cây thập tự đã nở hoa, sinh hoa, kết trái. Tức là ai nhìn lên cây thập giá, tin vào Đức Giêsu Kitô, như Chúa nói, khi ta bị treo trên thập giá, ta sẽ kéo mọi sự lên với ta. Trong cựu ước thì những ai bị rắn cắn nhìn lên con rắn được cứu, thì những ai ngày hôm nay nhìn lên cây thập tự, mà cây thập tự ấy treo xác Đức Giêsu, mà mình nói với Đức Giêsu rằng lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, xin Chúa thương cứu độ con, thì niềm tin của mình vào đấng cứu độ sẽ giúp cho mình được trổ sinh hoa, trái, lá. Mà ta vẫn hát là thờ lạy thánh giá Chúa, rồi hoa cây thánh giá, lá cây thánh giá, quả cây thánh giá. Từ xưa đến nay không có cây nào sánh bằng cây thánh giá, là vì chính cây thánh giá ấy treo đấng cứu độ. Mà nhờ đấng cứu độ ấy chịu treo trên thập giá, mà tất cả nhân loại được
cứu độ nếu tin vào Đức Giêsu Kitô, đấng bị treo trên thập giá, đấng vì vâng lời Thiên Chúa Cha, chết treo trên thập tự, gánh lấy tất cả tội lỗi của nhân trần, để ai tin vào Ngài thì được ơn cứu độ. Mà ai tin vào Ngài được ơn cứu độ, tức là mình trổ sinh hoa, lá, trái. Và vì thế mình mới thờ lại thập giá Chúa là như vậy. Nếu cái thánh giá ấy không có Chúa thì chẳng nghĩa lý gì cả. Cũng như những đau khổ của chúng ta, không phải cứ đau khổ thì có giá trị. Đau khổ vì Chúa kìa, đau khổ dính dự đến Chúa kìa, đến đấng cứu độ thì mới có giá trị. Cái đau khổ của mình là Phaolô bảo rằng tôi bổ túc gì còn thiếu sót trong những đau khổ của thập giá Đức Giêsu Kitô. Đó mới xin ơn cứu độ. Còn đau khổ sẽ không có Chúa Giêsu mà sẽ không có ơn cứu độ. Ví dụ mình chơi bài hết tiền, bị nó đánh tròn trận vì quỵt tiền nợ, đánh tròn trận, có phải đau khổ vì Chúa Giêsu? Cái thập tự có chỗ sinh hoa trái không? Không, không chỗ sinh hoa trái. Hoặc là anh nhậu quá, nhậu đúng là ung thư gan, anh ung thư gan rồi anh chết, có phải là anh chết vì Chúa Giêsu không? Có phải xin ơn cứu độ không? Có phải thờ lại hoa lá trái gì không đó không? Không. Tất cả những cái gì mà tôi làm, những đau khổ tôi chịu, phải dính dự vào Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu. Đau khổ ấy tôi không muốn đâm đầu vào những đau khổ ấy. Đau khổ ấy không thể tránh được, vì đi theo Chúa Giêsu là đi theo cái con đường thập giá, con đường đau khổ. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường. Rồi mình muốn đi vào con đường đau khổ, phải để xin ơn cứu độ thì phải đi vào con đường đau khổ của Chúa Giêsu, chứ không phải đi vào bất cứ con đường đau khổ nào. Con đường đau khổ của những người lắm mồm lắm miệng, nói hành nó xấu, nó vã ra gãy răng hết, có phải đau khổ của Chúa Giêsu không? Không có đâu. Người phải cứ tính cái tật nói xấu người khác, gặp người nó giữ nó vã cho răng không còn cái, đó không phải đau khổ của Chúa Giêsu. Hoặc là mình đánh bài, chơi bài thua hết tiền, có phải đau khổ của Chúa Giêsu xin ơn cứu độ không? Hoặc là anh làm có lương tháng không đều cho vợ con đi chơi đề chơi đóm hết, rồi nhất là đi cá độ bóng đá. Cá độ bóng đá mà chúng ta biết cá độ bóng đá là một hình thức cờ bạc thôi, một ăn hay thua thôi, mà nó thì phần thua nhiều hơn phần thắng, mà cứ giống là thua thì cứ gỡ, mà thắng thì muốn kiếm thêm. Nên cái máu mê cờ bạc nó làm cho người ta không còn làm chủ được mình nữa, và thua đa số là thua hết tiền rồi nó đòi, nó đánh cho, có phải là xin ơn cứu độ không? Cái đó đánh cái đòn đó có phải là đau khổ vì Chúa Kitô không? Không, thưa anh chị em, mình phân biệt cho rõ ràng nha. Thứ hai, thắc mắc thứ hai. Khi chầu thánh thể thì cha có khăn choàng phủ qua tay, cái khăn choàng phủ qua tay mới cầm mặt nhật dâng lên, sao cha không cầm bằng tay mà phải phủ khăn, có ý nghĩa gì? Xin cha giải thích cho con. Chúc cha sức khỏe bình an, ơn khôn ngoan để cha rao giảng lòng thương xót Chúa, để con cái Chúa và các anh em lương giáo khắp nơi sống đạo tốt, luôn tín thác vào sự quan phòng của Chúa. Cảm ơn cha. Thưa anh chị em, nếu chị em để ý là khi Đức Giám Mục đến những lễ ở đâu thì có gậy và mũ. Hồi xưa tôi còn bé, thích lắm, thì giúp lễ có Đức Giám Mục lắm, là được cầm cái gậy hoặc là cầm cái mũ. Hay được giúp lễ mà muốn cầm như vậy thì phải có một cái khăn phủ khoác lên vai, và cái khăn đó nó che cái tay của mình, để mình không cầm tay mình trực tiếp vào cái mũ hay là cái gậy, mà phải qua lớp vải, cái khăn. Điều đó là nói lên cái gì? Nói lên sự trân trọng của vật mà mình cầm, mình giữ. Sự trân trọng. Vì có khi cái tay của mình nó dơ, tay của mình nó không có sạch, cho nên là nhìn nó bất xứng. Vì cái mũ gậy tượng trưng cho uy quyền, tượng trưng cho quyền của giám mục, thí dụ như thế. Hoặc là khi anh chị em cầm cái vật gì mà nó trân trọng thì chúng ta ít khi dám cầm bằng tay, thế không ạ? Ít cầm bằng tay, chúng ta lót một cái khăn. Thì việc cầm mặt nhật, tức là mình thanh Chúa ở trong đó để ban phép lành, phó tế hoặc linh mục phải đeo cái khăn gọi là khăn vai, rồi khăn nó phủ lên mặt nhật, rồi chúng ta cầm vào cái khăn đó giơ lên, chứ không cầm trực tiếp vào mặt nhật, và giơ lên để ban phép lành cho dân chúng, như nên cha và con và thánh thần, một cách trân trọng như vậy. Vì đó là vật thánh, vì đó là chính mình thánh Chúa Giêsu được đặt ở trong mặt nhật, gọi là trong hào quang. Và cái tay của mình có thể là nó dơ, nó bất xứng,
thì mình phải choàng cái khăn lên để nói lên sự trân trọng của Thánh, tượng trưng cho Đấng Thánh đang hiện diện giữa chúng ta. Rồi thưa anh chị em, câu kế tiếp: thưa cha, con có một câu hỏi mà đã muốn hỏi từ lâu, nhưng là chuyện riêng tư nên con rất ngại. Lòng con rất bối rối không biết như thế nào, vì con đã nghe rất kỹ chuyên mục Biết Hỏi Cùng Ai của cha, nhưng con không có ai giống con cả. Thưa cha, con lấy chồng đến nay là 12 năm rồi. Con và chồng con đều là đạo Công giáo. Trước khi lấy con thì chồng con có lấy một người không có đạo. Hai người đã đăng ký kết hôn ngoài xã hội đầy đủ, nhưng chưa có phép chuẩn, chưa làm phép đạo. Và hai người đã có nhau được một bé gái. Hai người sống với nhau được khoảng hơn 4 năm gì đó thì cô ấy bỏ đi theo người khác và mang theo con của cô ấy đi. Rồi chồng con trở ra Bắc, vì anh ấy là người Bắc và Nam đi học và đi làm. Vài năm sau thì quen con, và con với anh chồng con bây giờ đã tiến tới hôn nhân. Chúng con đã được làm phép đạo đầy đủ, nhưng con không hề biết rõ về chuyện của anh trước kia. Khi làm lễ cưới ở nhà thờ xong, một tuần sau con mới được biết về chuyện anh trước kia, và rằng anh và cô ấy chưa hề ly dị về mặt xã hội. Đến tận bây giờ con và anh ấy vẫn chưa làm giấy đăng ký ngoài xã hội. Cũng nhiều lần con hỏi anh ấy làm thì anh ấy bảo con giấy tờ xã hội không quan trọng, quan trọng là phép đạo. Con nghe cha giải đáp trong chuyên mục thắc mắc, con thấy trường hợp anh chồng con không sai, nhưng lòng con cứ lăn tăn. Thật sự con lấy hết can đảm mới viết thư cho cha được. Con thật lòng không biết hỏi ai. Có chuyên mục Biết Hỏi Cùng Ai của cha thì con rất thích, vì ở đấy con hiểu được rất nhiều điều để con có thể sống đạo vững vàng hơn. Khi chúng con viết thư đến chuyên mục của cha là như những bệnh nhân tìm đến thầy thuốc để chữa trị vậy. Con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha. Thưa anh chị em, đấy là câu hỏi mà có thể có nhiều người cũng thắc mắc như vậy. Thứ nhất là mình đã nói với nhau rằng là hôn ước tự nhiên giữa người nam và người nữ. Khi mình người nam và người nữ lập gia đình với nhau thì cái hôn ước, tức là cái hôn thú đó, đăng ký kết hôn về mặt đời đó, nó cũng có giá trị vĩnh viễn và không thể tách ra được. Nếu mà hôn nhân đó hoàn hợp, tức là hai người sống với nhau và có hoàn hợp cả về thể xác và tinh thần rồi, thì đó là hôn nhân vĩnh viễn, không thể cắt rời được, trừ phi một trong hai người đã qua đời thì người kia mới được đi lấy người khác. Rồi trường hợp mà hai người có đạo thì cái hôn ước hôn nhân đấy trở thành bí tích hôn phối khi họ đem đến nhà thờ, gọi là cử hành bí tích hôn phối. Giữa hai người có đạo với nhau thì mới được cử hành bí tích hôn phối. Và trước khi cử hành bí tích hôn phối thì thường linh mục yêu cầu phải xuất trình cái giấy hôn thú. Lý do là để chứng minh rằng là hai người này là vợ chồng hợp pháp với nhau, để chứng minh rằng là anh này vẫn còn độc thân, cô này vẫn còn độc thân, bây giờ mới có giấy hôn thú, tức là hai người kết hôn với nhau một cách hợp pháp. Vì nếu mà anh này có vợ thì chắc chắn người ta không có giấy hôn thú, đúng không? Hoặc cô kia có chồng thì người ta không cấp giấy. Vì khi mình làm giấy hôn thú thì phải về địa phương để mà xác nhận tình trạng độc thân. Giống như tôi, hồi đó đăng ký chuyển hộ khẩu, người ta cũng bắt phải đi giấy chứng nhận độc thân. Tôi nói tôi là linh mục mà sao mà lập gia đình được, bảo không cần biết, nhưng mà về mặt công dân thì chúng tôi vẫn phải có giấy chứng nhận độc thân của anh thì mới biết chứng minh rằng anh còn độc thân. Chứ còn bây giờ nếu mà anh bảo anh là linh mục, tại vì thưa chị em, cũng có những trường hợp linh mục có người lập gia đình được, có những trường hợp ví dụ như là những người mục sư Tin Lành đã lập gia đình rồi, khi mà chuyển sang Công giáo thì linh mục ấy vẫn còn có thể đưa người vợ mình qua được. Thì có giấy độc thân để xác nhận rằng mình vẫn còn độc thân, và giấy hôn thú, người ta làm hôn thú ấy để chứng minh rằng hai người này bây giờ mới lập gia đình, tức là trước đó họ chưa có kết hôn với nhau, chưa có ai có gia đình riêng cả. Có những trường hợp mà chưa làm kịp giấy hôn thú thì bí tích hôn phối là
bí tích mà kết hợp người nam người nữ với nhau cũng giá trị là vĩnh viễn, không có được chia cách nếu mà đã hòa hợp với nhau và phải chung thủy với nhau đến suốt đời là như vậy, một vợ một chồng. Bây giờ trong trường hợp quãng đặc ân của Thánh Phaolô, đặc ân của Thánh Phêrô, chúng tôi đã cắt nghĩa với anh chị em rồi. Vì lợi ích phần hồn, nếu mà cái người không có đạo ấy đã có vợ rồi mà bây giờ muốn theo đạo để lấy một cô công giáo này và người kia không đồng ý hoặc người kia bỏ đi, thì cái người chồng này được phép lấy cái cô này vì phần rỗi linh hồn của ông ấy là ông ấy phải theo đạo. Vì ông muốn theo đạo cho nên cô này cô không thích, cô ấy không chịu, cô bỏ đi, cô không chấp nhận, hay là cô đã bỏ đi rồi. Bởi anh này muốn theo đạo trở về sống, và trường hợp linh mục đã giải quyết cho anh chị này là đã được phép đạo là như vậy. Chúng còn đã tiến tới hôn nhân và chúng con được làm phép đạo đầy đủ. Còn đúng là cô này thì cũng nên hỏi, trước khi mình lấy nhau cũng nên hỏi về quá khứ, biết trước cái quá khứ của nhau thì vẫn hơn là giấu. Là giấu mình là trước đã có vợ rồi và đã có, mà không, tại sao đã có con rồi thì cô này phải thấy anh đang có con thì phải biết đây chứ, là đã có lấy vợ rồi chứ. Và đối mình phải hỏi coi là giấy tờ đã ly dị xong chưa thì tốt hơn. Và bây giờ thì nếu mà như vậy thì để cho cô ấy khỏi bối rối thì nên làm theo đúng thủ tục là làm giấy ly dị với người kia. Hoặc là nếu mà chưa làm giấy ly dị hôn thú thì không sao, mà giấy làm thú rồi thì ly dị. Và đã làm phép đạo với cô này, được phép đạo rồi thì mình có thể làm ly dị với người kia và lấy người này về giấy tờ về mặt đời. Còn về mặt đạo thì không bị ngăn trở gì cả, vì đã được hưởng đặc ân của Thánh Phaolô rồi. Và đã được hưởng đặc ân của Thánh Phaolô rồi, mình không có làm gì trái phép đạo hết thì mình an tâm. Có những cặp vợ chồng nó đâu đã đủ điều kiện để mà làm hôn thú được, các gia vẫn cử hành bí tích hôn phối với điều kiện là phải điều tra cẩn thận rằng hai người, điều quan trọng nhất là điều tra cẩn thận để chứng minh rằng hai người ấy còn độc thân trước khi mà cử hành bí tích hôn phối cho họ. Có những khi người ta lính lừa, lấy vợ bao nhiêu lần rồi cứ đến thưa cha con vẫn còn độc thân, hoặc là cô ấy lấy chồng rồi vẫn còn độc, nói là vẫn còn độc thân, thì có điều phải điều tra rất là cẩn thận. Khó nhất cái đó. Và vì điều tra cẩn thận như vậy cho nên các linh mục thường bị mang tiếng là khó quá. Biết vậy chẳng lấy vợ lấy chồng nữa xong. Đi nước ngoài về xin phép được có 1 tuần, 2 tuần mà xin vừa học giáo lý hôn nhân, vừa học giáo lý rửa tội, vừa thêm sức thánh thể, 4 bí tích một lúc, bắt phải 6 tháng, khó quá. Mà cứ khó quá mãi về sau này mới thấy nhờ cái khó đó mà mình không bị vướng vào hôn nhân. Khó quá không cưới nữa, không lấy nữa, mới biết về sau nếu mà lấy vô thì mình bị kẹt cứng. Thí dụ như thế sao? Mà khó quá như vậy thì mới tìm hiểu cho nó kỹ để lựa chọn cho nó đúng, để suy nghĩ cho nó cẩn thận. Có gì đâu, tin anh, các linh mục thường là bị trách là khó quá, đúng không? Chỉ muốn làm cho xong việc của mình thôi, chỉ nghĩ rằng lúc đó, cái giai đoạn đó là phải cưới, phải hỏi để mà nói giấy tờ cho xong. Mà cha nào mà đòi hỏi kỹ quá, giấy tờ đầy đủ mới làm thì luôn luôn là khó quá. Để kiếm một cha nào dễ cho nhiều tiền để làm cho xong. Anh em đừng bao giờ có suy nghĩ như vậy. Đừng bao giờ nghĩ rằng là tôi có nhiều tiền thì tôi mới giải quyết được giấy tờ khó khăn. Dĩ nhiên có trường hợp mà có một ai đó, một vài người nào đó làm cái công việc đó, con sâu lòng rồi nữa canh, không phải tất cả các linh mục đều là như thế. Phải nói rằng tất cả linh mục đều giữ đúng nguyên tắc theo luật giáo hội, theo đúng nguyên tắc. Mình chỉ là người thi hành luật thôi chứ đâu phải là trên luật để có thể thay đổi luật được. Nhưng vì mình giữ luật như vậy thì mình mang tiếng là khó quá. Thực sự khó là chỉ vì bảo đảm hạnh phúc và cẩn thận cho anh chị em mà thôi. Dĩ nhiên là cũng có những người thì phải giải quyết nhanh được cho họ vì biết rõ họ rồi. Nhưng mà có những người mình chưa biết họ như thế nào thì làm sao giải quyết nhanh được. Anh ấy, bên Mỹ anh về tôi có biết anh là ai đâu, giấy tờ chưa có chứ biết gì cả. Lấy cái cô giáo sư tôi làm sao tôi giải quyết cho anh với chị được. Cuối cùng giải quyết cho anh nhanh cho sớm rồi sau lại khóc lóc là vì giá mà cha để 3 năm nữa cha để con cưới thì bây giờ con đỡ khổ không. Cho nên thưa anh chị em cũng thương thông cảm cho chúng tôi nha. Nhất là cho các cha sở của anh chị em, không muốn làm khó dễ anh chị em đâu.
Nhưng mà vì sống trong giáo hội có giáo luật thì phải theo giáo luật thôi. Luật phụng vụ, luật giáo hội, luật của địa phương, luật của mỗi giáo phận nó khác. Chúng tôi là những người thừa hành thì phải thi hành cho đúng. Có nhiều khi trên thì phải theo đúng luật, dưới thì anh chị em áp dụng thì bảo là khó quá, chúng tôi đứng giữa. Không làm thì trên trách mắng, mà không làm thì anh chị em lại trách mắng, đều chết hết. Cho nên thôi, ta cứ đúng luật ta làm và mong được sự thông cảm của anh chị em. Và đó là thực hành lòng thương xót đấy. Anh chị em thương xót các linh mục, các cha sở của anh chị em. Đòi hỏi các cha sở, anh thương xót con chiên bổ đạo, mà con chiên bổ đạo không thương xót cha sở, không đúng luật mà cứ bắt linh mục phải giải quyết thì đúng là không thương xót thật. Rồi câu hỏi, trả lời câu hỏi cuối. Con chào cha, tạ ơn Chúa, cảm ơn cha vì những món ăn tinh thần cha làm cho chúng con. Ngon, ngon và ngon lắm cha ạ. Cha ơi, giờ con muốn trao hết những đau khổ, những lo lắng, những muộn phiền, những buồn bực, những cô đơn vân vân, làm của lễ để dâng lên cho Chúa thì làm kiểu gì hả cha? Muốn dâng những đau khổ buồn phiền hết lên cho Chúa thì làm kiểu gì? Mong cha nói rõ và lấy ví dụ đời sống hiện tại này cho con hiểu rõ với. Dâng như thế nào ạ? Ví dụ, giờ con có vợ và hai con, mà vợ con chả quan tâm gì đến con. Con tự giặt quần áo, tự nấu ăn, tự tắm rửa cho con, rồi cho con của con ăn, mà con nhịn không nói, con vẫn cứ phải làm như vậy. Nói ra thì vợ chồng lại cãi nhau, đánh nhau, ảnh hưởng tới ba mẹ họ hàng. Nên con nhịn, con vẫn nói chuyện ngọt ngào mà lòng con thì tức lắm. Con vẫn không tỏ hành động gì to để ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Con dâng cho Chúa sự chịu đựng đó được không hả cha? Con chả biết viết hỏi cha như thế nào để cha hiểu ý con nữa. Mong cha sẽ hiểu ý con và giúp con, để con hiểu rõ và dâng những đau khổ đó cho Chúa. Con cảm ơn cha nhiều. Chúc cha luôn mạnh khỏe và bình an. Có người nghe xong sẽ bảo là cái ông này vô cái hội server. Anh có biết hội server là gì không? À, ông kia bảo, thưa cha con biết đó là hội server. Thưa anh chị em, có hai chuyện. Là khi có những đau khổ xảy đến với mình, nó ngoài cái ý muốn của mình, mình không đi tìm đau khổ. Chúa không có muốn chúng ta đi tìm đau khổ. Chẳng tìm nó đến đủ chết rồi, chứ còn đi tìm làm cái gì cho nó mệt. Chúa muốn cho nó là ta đến để xin ta được sống và sống dồi dào. Nhưng mà mình đi theo Chúa thì phải chấp nhận đi vào con đường thánh giá, con đường đau khổ. Con đường đau khổ ấy chúng ta gặp trên cuộc đời của mình. Trong đời dâng hiến, đời tu trì cũng có đau khổ. Vâng lời bề trên cũng là đau khổ vậy. Đau lắm chứ. Mình thấy nó đúng mình làm mà bề trên bảo không được làm. Thế không ạ? Mình thấy không nên làm mà bề trên bảo cứ làm. Thí dụ như thế. Hoặc là mình cắt nghĩa như thế này, bề trên cắt nghĩa như thế khác. Nó có sự mâu thuẫn, có khi lại thành kiến nữa. Đau khổ lắm. Thành kiến thì mình không cắt nghĩa được, phải chịu đựng, phải chịu thôi. Mình là dưới mà. Thì đó là những cái đau khổ mà mình không có lựa chọn. Còn những đau khổ mà anh đi, anh lái xe trong lúc say sưa rồi anh tông vào người ta, đó là anh tội nặng. Thế không ạ? Lái xe mà không làm chủ mình, vì lý do là hoặc anh ngủ gật, mà lý do là anh ngủ gật là vì anh uống vô, hoặc là buổi trưa anh uống vô. Anh biết như vậy thì anh phải nghỉ, mà anh cố tình anh chạy lên tông vào người ta thì gây cho người ta đau khổ và gây đau khổ cho chính mình. Cái đó Chúa không có muốn mình lãnh cái đau khổ đó, mà do mình tạo ra cái đau khổ đó. Không có chuyện là con, Chúa ơi con say quá mà con tông vào người ta, thôi con dâng cái đau khổ lên cho Chúa. Chúa bảo khá ông, đau khổ đó mày thì tạo ra, tao không có tạo ra, tao không có nhận. Phải không? Anh lười quá, anh không tìm đi học, rồi anh thi rớt rồi. Chúa ơi con dâng đau khổ này lên cho Chúa. Chúa bảo mày có đi học không? Con có đi học. Có học bài không? Con không học bài. Con có cúp học không? Con có cúp học. Thế con giờ con thi rớt thì sao? Giờ má con mắng rồi bồ con nó bỏ con. Con dâng cái đau khổ này lên cho Chúa. Không, tao không có lấy. Đau khổ đó mày đi, mày lười học, mày thi rớt, mày bảo dâng cái đau khổ là thế nào?
Thế không ạ? Thế thì có những cái đau khổ mà mình đón nhận nó, nó xảy đến với mình phải đón nhận nó. Ví dụ anh đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, anh làm điều tốt mà người ta nghi ngờ, người ta gièm pha, người ta nói xấu, người ta hiểu lầm, ta cấm đoán. Đó, lạy Chúa, con dâng cái đau khổ này lên cho Chúa. Con vẫn làm, mặc dù có những khó khăn thử thách, mặc dù ma quỷ dùng bàn tay người đạo đức để cản phá, nhưng con vẫn không sợ, con vẫn làm. Dâng cái đau khổ đó mới là đúng, vì đó là anh làm theo thánh ý của Chúa. Còn cái đau khổ kia là anh làm theo ý anh. Ý của anh là anh lười biếng, anh ý của anh là anh là lái xe ẩu, trong lúc say, trong lúc ngủ gật. Đó là ý của anh. Đau khổ đó Chúa không phải là ý của Chúa, mà cái đau khổ đây là ý của Chúa đây. Làm cho Chúa mà gặp trở ngại, làm vinh danh Chúa mà gặp trở ngại, làm lợi ích cho người ta mà bị hiểu lầm. Ví dụ vợ anh có bạn, vì nó đi làm, vợ ở nhà trúng gió, vì kêu hàng xóm cứu ai, thì anh phải cứu người thôi, cứu người như cứu hỏa mà. Bế nó đi bệnh viện, đang bế thằng kia nó chụp hình cái bóp một phát, đưa cho thằng kia bảo, đó mày thấy vợ mày không, nó đang bế vợ mày, anh cái được không? Anh cứu vợ người ta mà anh bị oan. Lạy Chúa, còn dâng cái oan ức này lên cho Chúa. Thế không ạ? Còn anh nhầm vợ nó đi, anh thích vợ người ta, thấy chồng nó vừa đi vắng, anh tòm tèm sang nhà, tòm tèm với vợ nó. Vợ nó bất chợt chồng đó, nó lại ông xếp ông cho về sớm hơn tiếng. Về thế anh đang ôm vợ, anh nằm trên giường, nó đánh cho què chân. Con dưng cái đau khổ này lên cho Chúa. Mày, tao bỏ mày ở nhà, tao mày sang nhà ta ôm vợ, tao bị đánh cho mày dưng đau khổ này, tao có bỏ mày đau khổ đó không? Vẫn, phân biệt cái đó. Em nóng không ạ? Phân biệt cái đó dùm tôi cái. Ăn no rồi, thôi đừng ăn nữa. Ăn ráng nữa, rồi bị tiêu chảy, rồi đau bụng. Lạy Chúa, đây là đau khổ Chúa gửi đến cho con. Mày đừng có đổ thừa. Mẹ ăn cho đẫy vào, xong thì đau bụng, người bảo Chúa gửi đau khổ này, con xin dâng này lên cho Chúa để mà đền thay tội lỗi nhân loại. Tôi không nổi. Hay là con xin uống thêm một ly này nữa, mẹ say rồi, con xin uống thêm một ly này nữa để thông phần đau khổ với Chúa trên thập giá. Chúa ơi, quyết chiến đắng này cho con xin uống. Ta có bảo mày uống đâu, mày uống bia, mày rượu, mày uống cái gì? Đau khổ cái gì? Chị thấy không ạ? Mình phân biệt cái đó. Thế thì trong trường hợp của anh này, vợ chồng ngồi đối thoại nói chuyện với nhau đi. Thế không ạ? Nói chuyện đối thoại với nhau và phân công hợp lý đi. Đứa rửa bát thì đứa lau nhà, đứa bế em thì đứa vo gạo. Không thể nào vừa rửa bát vừa lau nhà mà đứa kia thì cứ nằm khành lên mà coi tivi. Không được. Chúa không cho phép mình làm cái việc đó. Tôi sẵn sàng hy sinh giúp anh nếu anh không thể làm được. Nếu bị đau, tôi sẵn sàng. Nếu người vợ bị liệt, tôi sẵn sàng. Còn người vợ đang khỏe mà, khỏe xong làm. Mà bắt cả chồng vừa cho con ăn này, vừa tắm con. Em đi tắm, tí anh cho con ăn, mới là hợp lý. Hai vợ chồng phải đối thoại với nhau và phân công hợp lý, tôn trọng nhau. Đó mới là đúng thánh ý Chúa. Thánh ý Chúa không phải là thôi em cứ lên đi, anh rửa bát quét nhà, xong rồi anh lau nhà, em là nữ hoàng của lòng anh. Nữ hoàng lòng anh, mẹ gì? Bà, tôi rửa bát thì bà lau nhà, tôi bế con thì chốc bà cho nó ú, tôi không thể cho nó ú được thì tôi sẽ là giật cho nó đi tắm. Thế phải như vậy chứ. Có sự đối thoại, cảm thông mà vậy mới là gia đình. Chứ còn mà để cho vợ mình đi chơi ngàn nhàn cư vi bất thiện, sang nhà hàng xóm nó lê la, nó nói chuyện phiếm, sao mày rảnh thế? Ồ, tao lấy chồng ngon lắm mày ơi, nó đi làm về xong nó rửa chén, nó lau nhà, nó nấu cơm, hết mọi chuyện. Thế mày làm gì? Tao không đi, đi buôn dưa lê. Anh làm vậy, anh làm cớ cho vợ anh vấp phạm. Đó không những là anh không được phúc mà anh còn mắc tội. Tội là làm cớ cho người ta vấp phạm. Chiều quá đáng không được, chiều vợ quá đáng không được. Cái gì hợp lý, hợp tình, nhất là hợp thánh ý Chúa. Chúa cho người nam, người nữ khác nhau, mỗi người có một nhiệm vụ khác nhau. Phải làm tròn cái nhiệm vụ đó. Anh làm tròn nhiệm vụ của anh rồi, vì nhiệm vụ của vợ anh thì phải nói cho vợ anh là em cũng phải làm tròn nhiệm vụ của em chứ. Và nếu em mệt, em đau, anh sẵn sàng phụ, không sao. Mà lúc mà vợ anh đau, mà anh làm thì đó mới là dâng đau khổ lên cho Chúa.
Con để anh vợ anh đến bài mà anh ngồi anh vừa giặt quần áo, anh vừa cầm ràm, Chúa ơi đau khổ này dâng cho Chúa, sao anh không gọi vợ anh đi đánh bài không gọi nó về? Phải nói chuyện với nó chứ, để cho nó đánh bài để nó hư thân vậy sao được? Thế không ạ? Nó phải có sự đối thoại như vậy, phải chịu trách nhiệm. Hai vợ chồng phải có người có trách nhiệm chứ, đâu phải chỉ có người chồng có trách nhiệm chăm con nuôi con, còn người vợ thì không có trách nhiệm gì cả. Em còn trách nhiệm cao cả, em còn phải lo cho ai? Lo cho cái ông hàng xóm giống như Chúa Giêsu. Cha mẹ không biết con phải lo cho con hay sao? Đó, em sống lời Chúa đó. Anh không biết rằng em còn phải lo cho ông hàng xóm nữa hay sao? Táng cho hai cái bạch tài gì đó mà lo cho ông hàng xóm, rách việc lắm chuyện đi vậy. Nhà không lo cho cái ông hàng xóm. Ông có bị sao không? Ông ấy rất đẹp trai. Ông sao? Ông có xe hơi rồi xong phim. Còn nếu ông bị liệt lào, ông ấy không thể cử động được hay ông có gì đó mình lo, nhưng mà cũng phải tế nhị chứ. Tại sao không bảo không để cho anh sang anh lo cho em, thì phải dành em lo là sao? Hả? Thế chứ thưa anh chị em, cho nên không phải cứ đau khổ nào mình cũng bảo là đó là đau khổ mình dâng lên cho Chúa. Đau khổ là điều mà nó có giá trị, có ý nghĩa khi là mình làm theo thánh ý Chúa trong sự khôn ngoan, trong sự bàn hỏi tính toán kỹ lưỡng rồi mà vẫn xảy đến những trục trặc, những khó khăn, những thứ thì đó mới gọi là đau khổ theo thánh ý của Chúa. Còn những đau khổ mà do tự mình ôm lấy, Chúa không có gửi, Chúa không có trao, giống như là bà mẹ khuyên rằng con, Khoa ơi, con đừng có lấy con đó nha, nếu đó là con khổ suốt đời. Không mẹ, con không lấy con nó thì con chết. Tại mẹ nó rồi mà con lấy ra là con khổ đấy. Nó tâm tính của nó là con nó lăng loạn lắm, con nó là nó gợt nhã lắm, con nó là nó ăn chơi lắm. Không, con thấy em ấy đẹp lắm. Mình biết lấy xong thời gian về, trời ơi đánh nhau chửi nhau, vợ thì bỏ đi chơi, không tính nó vậy mà, hết thằng này thằng kia. Cái về than với mẹ, mẹ ơi con khổ quá, mẹ ơi mẹ cầu nguyện cho con đủ sức. Cầu nguyện cái gì? Vợ con nó như vậy vậy thôi, mẹ cầu nguyện cho con đủ sức vác thánh giá theo Chúa. Và mẹ nghe đi lên, thánh giá mày dằng đấy mày vác chứ Chúa nào gửi thánh giá cho mày? Ta đã bảo cái con đó mày không có lấy mà mày cứ lấy, rồi bây giờ mày bảo thánh giá Chúa gửi, Chúa nào mà gửi? Thưa anh chị em, có nhiều lúc Chúa không gửi thánh giá, mình đổ oan cho Chúa. Mình dằng lấy, mình vác đúng thật. Bao nhiêu người khôn ngoan đã khuyên mình là không nên làm như vậy, mà Chúa cũng chẳng bảo mình làm như vậy, nhưng mà theo cái ý của mình, theo cái sở thích của mình, theo cái bản năng của mình, theo cái bản tính của mình làm như vậy rồi mình chịu, phải gánh lấy hậu quả như vậy thì là mình là người chịu trách nhiệm. Phải nói với Chúa rằng lạy Chúa, con xin lỗi Chúa, con chịu trách nhiệm về cái bệnh đau bao tử này, vì con đã ham hố tiền bạc quá, làm việc không có đúng hợp lý cho nên là bây giờ nó đau. Thế không? Lạy Chúa, con thi rớt như vậy là tội con lười, đó là lỗi của con, xin Chúa cho con làm lại, con quyết tâm bây giờ làm lại, học lại, chăm chỉ lại. Chứ đừng có chứ con dâng Chúa đôi tay này, từng vất vả, có vất vả gì đâu, đôi tay này toàn là đi ăn chơi không vất vả gì, cũng dâng cho Chúa đôi tay này, đôi tay đi đánh người ta, đôi tay đi cướp, đôi tay đi móc túi, mà dâng Chúa đôi tay này, từng móc túi đã từng, nhưng mà phải tiếp rằng bây giờ thì hoàn lương rồi, cái đôi tay tội lỗi này con dâng lên cho Chúa để xin Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch nó đi, bây giờ con bắt đầu làm lại cuộc đời của con thì được. Chứ còn cứ con dâng Chúa đôi tay này xin Chúa làm cho nó khéo léo, móc túi người ta không biết là tôi thua rồi, đi bán buôn bán ma túy lừa người ta cứ qua mặt công an là thua rồi. Có nhiều người làm sai rồi cứ bảo đến tôi cầu Chúa, khấn cái gì, cứ đi coi bói coi bài xong rồi cha khấn cho con này, chứ Chúa tôi con đi con bói toàn là đoàn bói sai thôi, chết tôi rồi, thấy không ạ? Đó, mình có đổ oan cho Chúa nhiều cái tội nghiệp Chúa lắm, lòng thương xót của Chúa bị mình lợi dụng, người ta cứ nói sai đi là vì như vậy. Thì mình làm sai xong mình cứ đến mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa, rồi bảo để được Chúa nào Chúa để được như vậy sao mà được. Chúa tối này nhà hàng xóm mà còn, Chúa cho nó tắt cúp đèn đi nhá, và làm như vậy con quà con trông ít đồ. Chúa nào cho mình như thế được, anh Diệp thế không ạ? Hiểu cho nó đúng để người ta khỏi hiểu lầm, khỏi ngộ nhận. Cảm ơn anh chị em, cầu chúc anh chị em luôn được Chúa Thánh Thần soi sáng để nhận ra thánh ý của Chúa, đường lối của Chúa, và mình bước theo đường lối và làm theo thánh ý của Chúa, dẫu cho có gặp khó khăn thử thách thì vẫn đáp tiếng xin vâng như mẹ Maria.
như Chúa Giêsu vâng phục ý Chúa Cha để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Amen. Lòng Chúa xót thương đón nhận nguồn xuôi tình thương, đến với lòng Chúa xót thương không chút tơ vương tội lỗi, tin tưởng vào lòng Chúa xót thương mau ngài rửa hết muôn tội đời. Có tham vào lòng Chúa xót thương con được ngài diều bước lên trời. Đến với lòng thương xót Chúa bốn mùa Chúa đó hồng ân cho con giữ phần tiệc thánh diều con về muôn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa ân tình tràn chứa đầy vơi